Chương 16. Thói quen giàu có số 5. Tôi sẽ tìm cách xây dựng quan hệ bền vững với những người có chí hướng thành công khác. Có hai loại người đối lập trên thế gian này mà chúng ta hình thành quan hệ với họ: quan hệ giàu có và quan hệ độc hại. Quan hệ giàu có giúp bạn đi lên trong cuộc sống. Họ luôn vui vẻ, lạc quan, biết ơn, nhiệt huyết, cởi mở và ham học hỏi. Những người giúp bạn tăng cơ hội thành công. Quan hệ độc hại vùi bạn xuống, phá hoại bất cứ cơ hội thành công nào bạn có thể có. Không may là chúng ta tìm đến những người có thói quen giống mình. Thói quen lây lan như virus thông qua mạng lưới xã hội. Kết quả là chúng ta thu nhặt hầu hết các thói quen từ những người trong môi trường quanh ta. Cha mẹ, thầy cô, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm, người cố vấn, người nổi tiếng, huấn luyện viên, v.v. Nếu bạn thừa cân, khả năng lớn là bạn bè hoặc người nhà của bạn cũng thừa cân. Nếu bạn hút thuốc, khả năng lớn là bạn bè hoặc gia đình bạn có người hút thuốc. Đây cũng là một trong những lý do tại sao những người gia nhập vào nhóm giảm cân như Weight Watchers có khả năng giảm cân cao hơn, vì bạn dành thời gian ở bên những người có cùng khát khao giảm cân như bạn. Một trong những lối tắt để thay đổi thói quen này là thay đổi môi trường của bạn hoặc những người bạn tiếp xúc liên tục. Những người bạn tiếp xúc thường xuyên là một phần thuộc môi trường của bạn. Nếu bạn muốn có một thói quen tốt như tập thể dục hàng ngày chẳng hạn, bạn có thể tăng khả năng này bằng cách kết giao với những người đã có thói quen thể dục hàng ngày hoặc những người đang ở cố gắng thói quen đó. Làm vậy thôi thúc tính trách nhiệm, một trong những chìa khóa để thay đổi thói quen. Trách nhiệm hội nhóm, association accountability, còn thường được biết đến là áp lực bạn bè. Nếu bạn muốn có một thói quen tốt, cách chắc chắn nhất để thành công là tạo một nhóm bạn bè mới đặc thù quanh thói quen đó. Những người bạn mới này sẽ đặt áp lực để bạn dính chặt vào thói quen mới. Một trong những điểm điển hình của người thành công là họ nỗ lực một cách có ý thức kết giao với những người có chí hướng thành công khác. Nếu một mối quan hệ thân thiết là người hay tiêu xài hoang phí, họ sẽ hạn chế thời gian ở bên những người này. Nếu một mối quan hệ thân thiết là người tiêu tiền có ý thức, họ sẽ tăng thời gian ở bên những người này. Nếu một người có tư tưởng lạc quan, họ sẽ luôn dính lấy người này. Những người chúng ta tiếp xúc thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến mức độ thành công chúng ta trải qua trong cuộc đời. Ta có thể chọn giàu theo hội hoặc là nghèo theo hội. Giàu theo hội nghĩa là ta đặt bản thân ở cạnh những người mà có chí hướng thành công khác. Nghèo theo hội tức là ta đặt bản thân ở cạnh những người có tư duy nghèo khó. Người thành công rất coi trọng những người họ muốn kết giao. Với người thành công, quan hệ giống như vàng bạc. Họ đối với các mối quan hệ như người nông dân đối với hoa màu, nuôi dưỡng mỗi ngày, ghi nhớ tên tuổi, ngày sinh, tặng quà cho con trẻ và tương tác thường xuyên. Người thành công tìm cơ hội giúp đỡ các mối quan hệ và các cộng sự làm ăn của họ, ngay cả khi việc này không mang lại lợi lộc gì cho họ. Họ tập trung vào người khác hơn là vào bản thân. Sức mạnh tạo lập quan hệ. Với người thành công, mạng lưới quan hệ là tiền đề cho thành công của họ. Họ phát triển các hệ thống và quy trình thành các công cụ hỗ trợ họ tạo lập mạng lưới quan hệ. Họ tìm lý do để kết nối với người khác, như gọi điện, gửi thiệp, tặng quà chúc mừng sinh nhật hay các dịp sự kiện. Họ tham gia những sự kiện và những dịp quan trọng như là lễ tốt nghiệp, đám hiếu, đám hỷ. Họ kết nối với những người cùng tư tưởng. Họ không lãng phí thời gian phát triển hay nuôi dưỡng quan hệ với những cá nhân độc hại. Họ giảm bớt mọi sự gắn kết với những quan hệ có hại hoặc phá hoại. Họ tránh xa những người liên tục trong trạng thái bất ổn. Nhiều khi sự bất ổn này mang bản chất tài chính. Những cá nhân độc hại này có các thói quen xấu và có thể kéo bạn xuống cùng với họ. Người thành công quan tâm tới việc xây dựng quan hệ. Họ luôn gọi điện lại cho người khác ngay lập tức. Họ liên tục tìm cách cải thiện các mối quan hệ. Người không thành công hay kết giao với những người không thành công khác, hay kiểu người thuộc mối quan hệ độc hại. Họ nghèo theo hội. Họ thường có thái độ kiểu gần đây anh đã làm gì cho tôi trong các mối quan hệ. Một số người, lạ lùng thay, còn coi đó là chuẩn mực khi họ cố tình đối xử không ra gì với người khác. Nếu một người không thể mang lại cho họ giá trị tức thời, thì người đó sẽ bị lờ đi cho đến khi họ cần tới. Không gọi điện, không email, không thiệp chúc mừng trong ngày sinh nhật. Không món quà nào chúc mừng bạn bè hay đồng sự của họ trong những sự kiện quan trọng.
Người không thành công không phải người giỏi tạo lập quan hệ. Họ không tìm cách củng cố quan hệ với người khác một cách thường xuyên và liên tục. Họ không gọi điện lại ngay cho người khác, đôi khi còn không thèm gọi lại. Người không thành công có kiểu tư tưởng chữa cháy trong quản lý các mối quan hệ. Khi có khủng hoảng phát sinh, mà người không thành công thường hay có khủng hoảng đột ngột trong cuộc sống, họ tìm đến người khác để được giúp đỡ. Thường thì họ tìm kiếm sự giúp đỡ từ một người mà họ đã lờ tịt đi. Khi nói đến quan hệ, người không thành công đơn giản không có đủ quan tâm để đầu tư thời gian và phát triển quan hệ. Tránh các mối quan hệ độc hại. Nếu bạn muốn thành công, bạn cần nuôi dưỡng các mối quan hệ giàu có và tránh xa các mối quan hệ độc hại. Quan hệ độc hại có những đặc điểm riêng như sau. Một là loại tiêu cực, lúc nào cũng âu sầu, ủ rũ, bi quan, bực bội, không vui vẻ và không biết ơn. Họ đố kỵ với những người đang sống tốt. Họ nhạo báng bất cứ ai cố gắng làm cuộc sống của họ tốt hơn. Họ dường như luôn có quan điểm tiêu cực. Với họ, thế gian hoàn toàn những thứ keo kiệt, bất công và đau đớn. Họ nhấn chìm đau khổ bằng rượu và thuốc. Họ có những thành kiến rất lớn. Họ thấy đời bất công và đón nhận bất cứ tư tưởng nào cổ suý cho sự trừng phạt những người giàu có và thành công. Thứ hai là loại dối trá, nói dối không chớp mắt. Họ không phải người đáng tin. Họ tìm cách bằng mọi cách có thể lấy đi những thứ không phải của họ. Họ rất giỏi xoay chuyển sự thật. Họ là chuyên gia trong việc hợp lý hóa các hành vi xấu của bản thân. Không có lỗi nào là do họ. Họ không bao giờ có lỗi. Họ coi người khác như mục tiêu, không phải con người. Thứ ba là loại chỉ trích, rất gắt gao với người khác. Dường như họ luôn có ý kiến chỉ trích điều gì đó. Họ phê phán đổ lỗi cho xã hội, chính quyền, cha mẹ, nhà trường, sếp và bạn đời v.v. Mọi thứ đều có vấn đề. Không có gì thẳng thắn hay đơn giản với họ. Họ phàn nàn về mọi thứ trong cuộc sống và mọi người trong cuộc đời họ. Họ hiếm khi vui vẻ và không bao giờ biết ơn những gì mình có. 4. Loại nói xấu sau lưng người khác. Đây là những người mà bạn không thể tin tưởng. Họ không chỉ tìm cách làm lợi cho bản thân, mà họ còn có thói xấu là làm tổn thương các mối quan hệ một cách cố tình hoặc vô tình. Họ có lòng tự tôn và tự tin rất thấp. Họ không thích bất cứ ai cố gắng làm cuộc sống của họ tốt đẹp hơn. Họ thích bàn tán về người khác. Họ không có mối quan hệ lâu dài nào và nhảy từ mối quan hệ mới này sang mối quan hệ mới khác, gieo rắc tổn thương bất cứ nơi nào họ đến. Sự nguy hiểm của người hay nói xấu là bạn không biết khi nào bị nói xấu. Họ đeo chiếc mặt nạ khi họ ở bên bạn để che giấu cái tôi thật sự. Bạn chỉ biết họ thật sự thế nào khi tổn thương đã xảy ra. Thứ năm là loại vỡ nợ, luôn chìm sâu trong nợ nần, vay mượn từ bạn bè và gia đình nhưng không bao giờ trả lại. Họ liên tục thất nghiệp, công việc nửa vời, nhảy từ nghề nọ sang nghề kia. Họ mắc mớ hết vụ này đến vụ khác và có thói quen xấu là gọi bạn vào phút chót để cứu nguy cho họ. Kết quả là họ tiêu tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc của bạn. 6 là loại lười biếng. Loại này luôn muốn ăn xổi ở thì và kiếm tiền dễ dàng. Họ không muốn đầu tư thời gian và công sức để đạt được thành công. Họ tin thành công là do may mắn ngẫu nhiên. Họ tiếp cận người khác bằng những cơ hội kinh doanh không thể bỏ qua. Họ không đầu tư thời gian vào các mối quan hệ, vào công việc hay công ty của họ. Họ đặt cược. Họ lôi kéo người khác đầu tư tiền của vào kế hoạch mới nhất của mình. Họ mạo hiểm một cách thiếu hợp lý thay vì có tính toán. 7 là loại nạn nhân. Loại nạn nhân luôn có tư tưởng có quyền. Họ tin rằng những người sống tốt hơn phải có nghĩa vụ giúp đỡ những người khó khăn về tài chính. Họ coi người giàu là kẻ đơn thuần được hưởng lợi từ may mắn. Ngược lại, họ coi bản thân là nạn nhân của vận xui. Họ không chịu trách nhiệm cá nhân cho cuộc sống của mình. Họ không đổ lỗi cho bản thân về tình cảnh tài chính của mình. Họ nghĩ họ bị đời đời đối xử bất công. 8 là loại nghiện ngập. Nghiện thuốc, nghiện ăn, nghiện rượu, bia, cờ bạc, trai gái, mạo hiểm, bất cứ thứ gì bạn có thể nghĩ đến. Họ không kiểm soát được hành vi của mình. Họ không có ý chí. Họ luôn làm bạn thất vọng. Cuộc sống của họ như một mớ lộn xộn. Các mối quan hệ lộn xộn, tài chính lộn xộn. Họ là ký sinh trùng sẽ hút cạn cuộc đời bạn. Người thành công sử dụng hệ thống để quản lý các mối quan hệ của họ. Một số người thành công khác có những hệ thống có thể khá phức tạp và sử dụng các công nghệ và phần mềm mới nhất.
Bất kể bạn sử dụng hệ thống gì, hãy luôn cập nhật thông tin trong mỗi mối quan hệ. Bên cạnh các thông tin về tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, email, bạn cần nắm bắt được các thông tin quan trọng khác như là nghề nghiệp, sinh nhật, tên của vợ chồng họ, sinh nhật của vợ chồng họ, tên tuổi của con cái họ, những trường lớp nào họ đã học, v.v. Bạn cũng cần tìm hiểu sở thích, mối quan tâm, sách họ thường đọc, cùng bất cứ thông tin nào quan trọng khác. Quan trọng có nghĩa là quan trọng đối với người có quan hệ với bạn. Hệ thống quản lý liên lạc phổ biến nhất hiện nay là Outlook. Hầu hết bất cứ ai có máy vi tính đều có Outlook. Một số điện thoại di động thậm chí còn liên kết với Outlook, cho phép bạn mang theo thông tin liên lạc bên mình. Sở hữu hệ thống quản lý liên lạc hiện đại nhất thế giới sẽ là vô dụng nếu bạn không biết sử dụng nó. Hệ thống cơ bản nhất sẽ cung cấp quy trình nhắc bạn về ngày sinh của người khác để bạn có thể kết nối và chúc mừng sinh nhật họ. Kể cả bạn không thường xuyên tương tác với một người, thì sự liên lạc tối thiểu này sẽ giúp mối quan hệ của hai bạn tồn tại. Những cuộc gọi điện mừng sinh nhật giúp bạn duy trì một mối quan hệ bằng cách giữ liên lạc chí ít mỗi năm một lần. Người kia cũng có thể làm điều tương tự như vậy. Như vậy sẽ tăng tần suất liên lạc của bạn với người này lên 2 lần một năm. Tôi chưa từng gặp ai thành công mà không chia sẻ với tôi về cái bí mật nhỏ bé xấu xí rằng mỗi chúng ta đều gặp khó khăn trong việc ghi nhớ tên tuổi của người khác. Để vượt qua yếu kém này, người thành công tạo ra các hệ thống giúp họ ghi nhớ tên tuổi của những người họ muốn ghi nhớ. Một cách hiệu quả để ghi nhớ tên tuổi của người khác là nhóm họ thành các nhóm. Ví dụ bạn có thể nhóm các quan hệ thành các nhóm như sau. Bạn chơi tennis, bạn chơi golf, bạn chơi bowling, bạn câu lạc bộ, hàng xóm, bạn đại học, bạn của đối tác làm ăn, cộng sự và gia đình họ, những người cùng sinh hoạt ở nhà thờ, giáo đường hoặc là cộng đồng, v.v. Trước bất cứ một sự kiện nào mà có khả năng, bạn sẽ giáp mặt với một vài người này. Hãy lôi danh sách liên quan ra và ôn lại tên tuổi của họ ngay trước khi bạn đến sự kiện đó. Tên là thứ quan trọng với mỗi chúng ta, và chúng ta sẽ vô cùng trân trọng khi ai đó cảm thấy chúng ta đủ quan trọng để được nhớ tên. Tóm lại, người thành công nuôi dưỡng, phát triển và cải thiện quan hệ với những người có chí hướng thành công khác và hạn chế tiếp xúc với người độc hại. Quan điểm của Michael Yardney. Một trong những cố vấn đầu tiên của tôi, Jim Rohn, dạy tôi rằng chúng ta là bình quân của 5 người chúng ta dành thời gian nhiều nhất ở bên. Khi nói đến các mối quan hệ, chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều, cho dù muốn hay không thì bởi những người gần gũi nhất với mình. Nó ảnh hưởng đến lối suy nghĩ, lòng tự tôn và quyết định của chúng ta. Chương 17. Thói quen giàu có số 6. Tôi sẽ sinh hoạt điều độ mỗi ngày. Sinh hoạt điều độ nghĩa là sống một cuộc sống cân bằng, không thái quá. Người thành công tránh những gì thái quá, cảm xúc thất thường, nghiện ngập, ám ảnh, ăn uống vô tội vạ, kiêng khem quá đà, tiêu xài hoang phí và hành vi cực đoan. Họ kiểm soát chặt chẽ mọi suy nghĩ và cảm xúc của bản thân. Họ hiểu sự cần thiết của việc sống ổn định và sống có kiểm soát. Họ hiểu rằng cuộc sống là một cuộc chạy marathon chứ không phải là cuộc đua nước rút. Họ điều độ trong thời gian làm việc, thói quen ăn uống, thể dục, rượu bia, xem TV, đọc sách, sử dụng Internet, điện thoại, email, nhắn tin, chuyện trò, giải trí, tình dục. Tính cách của họ phản ánh tư tưởng điều độ này. Họ không quá phấn khích hay quá u uất. Họ bình tâm tĩnh trí và không hề giận dữ hay phấn khích. Tư tưởng điều độ của họ làm gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và đối tác kinh doanh cảm thấy thoải mái. Việc này giúp cải thiện các mối quan hệ. Kết quả là mọi người thích ở cạnh họ, có một sự thoải mái khi đối diện với họ trong mọi vấn đề. Người thành công ăn uống, giải trí và có lối sống điều độ. Trái với những người thường nghĩ, nhà cửa, xe cộ, vật dụng cá nhân, các nghỉ dưỡng v.v. của họ không quá hào nhoáng. Warren Buffett, một trong những người giàu có nhất thế giới, vẫn sống trong căn nhà nơi ông đã kết hôn 50 năm về trước. Nhà của ông khiêm tốn, không có hàng rào và tường bao quanh. Nhà ông sở hữu một công ty chuyên cơ riêng. Ông vẫn thích bay các hãng hàng không thương mại. Ông tự lái xe đi làm mỗi ngày. Warren Buffett sống theo thói quen giàu có này mỗi ngày. Người không thành công sống trong những thái cực. Họ ăn quá nhiều và uống quá nhiều. Họ phản ứng thái quá với các sự kiện. Họ để cảm xúc của bản thân thay đổi thái quá.
tạo ra mâu thuẫn và tổn thương lớn trong các mối quan hệ. Những cảm xúc như giận dữ, hạnh phúc, yêu thương, thù ghét, đố kỵ, ghen tuông không hề được kiểm soát. Có lẽ chỉ được kiềm chế trong chốc lát khi mối quan hệ quan trọng nhất của họ rơi vào nguy hiểm. Họ bị ám ảnh về chuyện ăn uống, tình dục, thuốc, tin nhảm, tài sản cá nhân, quan điểm, suy nghĩ và hành động của họ. Người không thành công có ít sự kiểm soát với cuộc sống. Họ có những thay đổi thất thường trong tâm trạng, dẫn tới sức khỏe căng thẳng, quan hệ căng thẳng và tài chính căng thẳng. Họ có kiểu tư tưởng phải bằng bạn bằng bè. Cách chi tiêu của họ luôn bị ảnh hưởng bởi người khác. Nếu bỗng dưng có tiền, họ sẽ tiêu tiền đó vào nhà lớn xe sang để gây ấn tượng với người khác. Các khoản vay mua nhà và nợ nần khiến họ căng lên về tài chính. Nhiều người tái thế chấp nhà cửa để duy trì lối sống hiện tại. Một sự kiện không mong muốn như mất việc, mất khả năng tạm thời hay đột ngột giảm thu nhập sẽ lập tức dẫn tới tai ương tài chính vì người không thành công chỉ sống nhờ lương tháng. Họ không có tiền tiết kiệm hay lưới an toàn tài chính. Họ ưu tiên không đúng thứ. Họ thiếu khả năng sống lối sống điều độ, ưu tiên đúng nhu cầu hay sinh hoạt trong mức cho phép. Tóm lại, người thành công điều độ trong mọi việc. Họ tránh thái quá. Quan điểm của Michael Yoni: sống một cuộc sống điều độ cho phép bạn tìm thấy và tận hưởng sự cân bằng trong cuộc sống. Trái ngược với điều độ là thái quá. Điều thú vị là cái gì tốt đến mấy mà nhiều quá cũng thành không tốt. Bạn thấy đấy, tiêu tiền để phô trương với người khác rằng bạn có nhiều tiền là cách chắc chắn nhất để có ít tiền đi. Tiền mua được những thứ như ô tô, quần áo, trang sức, nhưng giàu có là thứ bạn không thấy được. Những tài sản mà người giàu xây dựng để cho họ tự do tài chính như tiền mặt, cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, những thứ này mang lại tự do và an toàn. Hãy chọn lấy thứ bạn muốn một cách thông minh. Chương 18. Thói quen giàu có số 7. Tôi sẽ hành động theo mục tiêu mỗi ngày. Dù chúng ta có ý thức hay không, vẫn có một cuộc đấu tranh nổi lên trong mỗi chúng ta. Hành động hay trì hoãn? Trì hoãn cản trở kể cả những người tài năng nhất gặt hái thành công. Hầu hết mọi người đều có thói quen nghèo này, và không phải vô cớ mà hầu hết mọi người sống vật chất về tài chính. Thành công là cỗ máy có nhiều bộ phận chuyển động, và trì hoãn là một bộ phận chuyển động lớn. Một trong những yếu tố chính góp phần vào tính trì hoãn là không đam mê công việc đang nuôi miệng bạn. Chúng ta thích làm những thứ ta muốn làm và trì hoãn những thứ ta không muốn làm. Có một cảm giác thường xuyên lo lắng đi kèm với việc làm những thứ ta không muốn nhưng buộc phải làm. Nên chúng ta trì hoãn cho đến khi nỗi sợ hậu quả của việc không làm thứ ta sợ làm lấn át nỗi sợ phải làm việc đó. Trì hoãn là nguyên nhân chính tại sao hầu hết mọi người chật vật trong cuộc sống tài chính. Nó hủy hoại độ tín nhiệm của chúng ta với cấp trên và đồng nghiệp ở nơi làm việc. Nó cũng ảnh hưởng đến chất lượng công việc của chúng ta, và việc này ảnh hưởng đến công việc kinh doanh mà chúng ta hay sếp của chúng ta nhận được từ khách hàng. Người mua và các mối quan hệ khác làm ăn cũng như vậy. Trì hoãn gắn cho chúng ta cái mác là người không thể tin tưởng hoặc có chất lượng công việc yếu kém. Tệ hơn là trì hoãn có thể dẫn đến kiện tụng tranh chấp. Kiện tụng lại dẫn đến căng thẳng và chi phí tài chính có thể mất đến hàng chục ngàn đô la. Người thành công hành động theo ước mơ và mục tiêu của họ. Khi chúng ta hành động theo ước mơ và mục tiêu của mình, nó đẩy tôi về phía trước. Hành động tạo ra hiệu ứng gợn sóng, sinh ra phản hồi và quan trọng để ta hiểu mình đang đi đúng hay sai được. Phản hồi đó cho phép ta điều chỉnh, chỉnh hướng. Hành động bồi đắp hạnh phúc. Nó giúp giảm stress, thứ là sản phẩm phụ của việc không làm những thứ ta biết ta nên làm. Người không thành công hay trì hoãn dẫn đến những vấn đề cần chú ý ngay lập tức. Họ thường xuyên phải chữa cháy trong cuộc sống. Trì hoãn làm tăng nguy cơ quên chuyện quan trọng hoặc phải giải quyết một vấn đề quan trọng trong tầm thế cấp bách, dẫn tới rủi ro mắc lỗi, làm sai và những nghĩa vụ pháp lý gây hậu quả là kiện cáo. Trì hoãn cản trở chúng ta tiến về phía trước. Nó là nguyên nhân khiến hầu hết mọi người bế tắc trong cuộc sống. Trì hoãn dẫn đến chất lượng kém trong mọi dịch vụ hay sản phẩm ta cung cấp. Cuộc sống của những người không thành công luôn lộn xộn, rối rắm và phức tạp. Họ không thể hoàn thành nhiều việc vì họ luôn chữa cháy hết việc này đến việc khác. Họ phản ứng bị động trước các tác nhân bên ngoài,
những thứ đòi hỏi sự ý chí của họ ngay lập tức. Họ không có sự kiểm soát đối với cuộc sống hay các kế hoạch hàng ngày. Họ cảm thấy bất lực và mất phương hướng. Trì hoãn là do nỗi sợ. Chúng ta sợ hành động là vì sợ đau. Đau khi tưởng tượng sẽ phải nỗ lực với các thể chất hoặc tinh thần để hoàn thành nhiệm vụ hay mục tiêu. Đau vì những hệ quả của việc hành động, vì mọi hành động đều tạo ra những gợn sóng phản đối. Đôi khi phản hồi đó tốt, đôi khi thì lại xấu. Chúng ta sợ những phản hồi tiêu cực. Nhưng phản hồi tiêu cực lại cần thiết để thành công trong cuộc sống. Nói cho chúng ta biết ta đang đi đúng hay sai đường. Với những người trì hoãn theo thói quen, nỗi đau hành động lớn hơn nỗi đau không hành động. Người hay trì hoãn tự làm phân tâm mình bằng cách làm những việc khác không quá khó hay quá đau. Nhưng tầng tiềm thức não cũ của chúng ta không bao giờ cho phép ta quên rằng ta có một nhiệm vụ chưa hoàn thành. Nó liên tục dày vò, nhắc nhở ta rằng ta có một nhiệm vụ chưa hoàn thành. Nó làm điều này thông qua stress, một hệ thống cảnh báo tiên tiến vô thức gắn trong chức năng sinh lý của con người. Tiềm thức biết rằng, trực giác rằng, việc hoàn thành nhiệm vụ đó là quan trọng trong việc giúp cải thiện cuộc sống của chúng ta, và rằng trì hoãn nhiệm vụ đó sẽ chỉ có những hiệu quả tiêu cực làm hỏng cuộc đời ta. Não bộ dục chúng ta thông qua stress để hành động. Cơn stress này sẽ không bao giờ biến mất cho đến khi chúng ta hành động. Stress tạo ra trạng thái không vui. Vì vậy, trì hoãn tạo ra cảm giác không vui. Bạn tin không? Tiếng nói của trì hoãn gào thét trong đầu những người xuất chúng chẳng kém gì trong đầu những người bình thường. Khác nhau ở chỗ người thành công biết chặn tiếng nói trì hoãn đó ngay khi nó xuất hiện. Dưới đây là 5 công cụ có thể giúp bất kỳ ai chặn tiếng nói trì hoãn mãi mãi. Công cụ thứ nhất là danh sách việc cần làm. Trong nghiên cứu của tôi, người thành công thường phụ thuộc vào danh sách việc cần làm để giúp họ hoàn thành việc. Có 2 loại việc cần làm hàng ngày. Một là việc cần làm cho mục tiêu. Đây là những nhiệm vụ hàng ngày gắn với các mục tiêu tháng, mục tiêu năm và mục tiêu dài hạn. Những nhiệm vụ này hầu như luôn cố định về bản chất, có nghĩa là cùng những công việc cần làm này xuất hiện mỗi ngày trên danh sách việc cần làm. Ví dụ, gọi điện tiếp thị cho 10 khách hàng. Thứ hai, việc cần làm không phải mục tiêu. Đây là những việc cần làm không liên quan đến mục tiêu. Chúng có thể là các nhiệm vụ hành chính qua phản hồi email, nhiệm vụ khách hàng, gặp gỡ khách hàng hay là nghĩa vụ hàng ngày, đi ngân hàng, vân vân. Chúng có thể là nhiệm vụ cố định hàng ngày hoặc thay đổi mỗi ngày. Công cụ số 2 là 5 việc mỗi ngày. Mỗi ngày người thành công đều thêm vào danh sách việc cần làm của họ 5 việc phải hoàn thành trước khi hết ngày. 5 việc này có thể chẳng liên quan gì đến công việc 9 giờ sáng, 5 giờ chiều của bạn. Đó có thể là 5 việc bạn làm mỗi ngày giúp bạn hoàn thành mục tiêu nào đó hay đạt được ước mơ và mục tiêu cuộc đời. Công cụ số 3 là tự đặt deadline và thông báo deadline đó. Khi chúng ta đặt ra deadline thời hạn cuối cùng và thông báo deadline đó cho bên thứ ba bị ảnh hưởng trực tiếp bởi việc hoàn thành một nhiệm vụ, là chúng ta làm tăng thêm tính cấp bách để hoàn thành nhiệm vụ đó. Việc này nâng nhiệm vụ đó lên từ một việc phải làm đơn thuần thành một lời hứa cá nhân của chúng ta với người khác. Nó đặt áp lực lên chúng ta phải làm như đã hứa và hoàn thành deadline. Công cụ số 4 là cộng sự trách nhiệm. Cộng sự trách nhiệm là người chúng ta gặp thường xuyên, hàng tuần chẳng hạn, khiến chúng ta phải có trách nhiệm hoàn thành việc của mình. Họ có thể là một hoặc là nhiều người. Biết rằng có người khác sẽ buộc ta có trách nhiệm phải hoàn thành những nhiệm vụ nhất định, cũng nâng tầm những nhiệm vụ đó lên, thay vì chỉ làm những việc cần làm đơn thuần. Chúng ta luôn làm tốt hơn khi ta biết có người đang quan sát mình. Công cụ số 5, khẳng định phải làm ngay. Không ai thích bị thúc giục. Khi bạn có nhận ra hay không thì thúc giục làm thay đổi hành vi của chúng ta. Chúng ta có xu hướng làm xong việc mình không muốn làm khi chúng ta liên tục bị hối thúc. Khẳng định phải làm ngay là một cách tự thúc giục bản thân thực sự có hiệu quả. Bằng việc lặp đi lặp lại cụm từ phải làm ngay, chúng ta đang thúc giục bản thân hiệu quả. Khi tôi khám phá ra công cụ này trong nghiên cứu của mình, tôi bắt đầu dùng nó để thúc giục bản thân làm những việc mà tôi thường xuyên trì hoãn, như theo dõi thời gian làm việc và lập hóa đơn. Giờ tất cả những gì tôi phải làm là nghĩ về khẳng định đó để sự thúc giục thay đổi hành vi của tôi và buộc tôi hoàn thành một nhiệm vụ. Bạn là chỉ huy trưởng của trận chiến đang nổi lên trong bạn.
những chỉ huy các lực lượng trong bạn, hãy hành động. Bạn chỉ có thể thắng trận khi hành động theo mục đích và ước mơ của bạn. Hãy vượt qua nỗi sợ hành động. Đừng trì hoãn hay hoãn lại những hoạt động cần làm vì bất cứ ngày nào. Khi ý nghĩ trì hoãn việc gì đó xuất hiện trong đầu bạn, ngay lập tức hãy xóa bỏ ý nghĩ này bằng cách tự nhủ phải làm luôn hoặc bất cứ cách nào khác bạn có. Hãy tìm xem cách nào phù hợp với bạn và dùng nó. Đừng cho phép những ý nghĩ trì hoãn xuất hiện dù chỉ một giây ở trong đời. Khi bạn hoàn toàn tham gia vào một hoạt động, bạn sẽ sớm thấy mình chìm đắm trong hoạt động đó và mọi tư tưởng trì hoãn sẽ mất. Bạn sẽ thấy sung sướng khi hoàn thành nhiệm vụ và cảm thấy kiểm soát cuộc đời mình. Tóm lại, người thành công không trì hoãn. Họ sử dụng các công cụ và chiến thuật để ngăn chặn tiếng nói trì hoãn. Họ có tư tưởng phải làm ngay. Nhờ thế họ chủ động được với khách hàng, bệnh nhân, đối tác kinh doanh, gia đình và bạn bè. Quan điểm của Michael Yardney: khi bạn học cách đối xử với thói trì hoãn như một thói quen nghèo thay vì một lựa chọn, là bạn đang trên đường đến với thành công. Chương 19: Thói quen giàu có số 8. Chương 19: Thói quen giàu có số 8. Tôi sẽ thực hành tư duy giàu có mỗi ngày. Bạn đã bao giờ đến trường đua ngựa chưa? Nếu bạn đã từng đến đó rồi, bạn sẽ biết rằng ngay trước khi cuộc đua bắt đầu, các chú ngựa bị lùa một cách hỗn loạn đến cửa chờ đua. Cửa vẫn đóng cho đến khi tiếng súng xuất phát vang lên. Chính lúc đó, các cánh cửa bật mở và lũ ngựa lao ra, cắm đầu cắm cổ phi về đích. Nhưng cho đến khi cánh cửa bật mở, chẳng có gì xảy ra. Cuộc đua không bắt đầu cho đến khi cửa được mở. Với hầu hết mọi người, cánh cửa vô hình của họ bị đóng kín cả cuộc đời. Suy nghĩ của họ kìm hãm họ bắt đầu cuộc đua để hoàn thành và chiến thắng. Bất cứ sự suy nghĩ nào thường lặp lại đều là suy nghĩ theo thói quen. Suy nghĩ theo thói quen chỉ đạo bạn có những hành động có thể tốt hoặc xấu. Chừng nào suy nghĩ của bạn còn mắc kẹt trong tiêu cực, bi quan, bảo thủ trước cái mới và chết chìm bởi những niềm tin và hạn chế, thì bạn sẽ không bao giờ bắt đầu cuộc đua hay về đến vạch đích. Cuộc đua đó biểu hiện cho sự theo đuổi và hoàn thành những mục tiêu đằng sau ước mơ của bạn. Vạch đích đó biểu hiện cho việc đạt được ước mơ. 99% dân số không bao giờ ra khỏi cánh cửa vì suy nghĩ của họ kìm hãm họ. Theo khoa học mới nhất về khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp thông qua suy nghĩ sáng tạo, hay được biết đến là khả năng nhìn thấu, tiêu cực làm ức chế khả năng tư duy rành mạch của bạn. Người không hạnh phúc có khuynh hướng có những suy nghĩ bất hạnh và bi quan. Trái lại, người hạnh phúc có khuynh hướng có những suy nghĩ vui vẻ, lạc quan. Các nhà tâm lý học nhận thức gọi khuynh hướng nhìn nhận thế giới thông qua hoặc lăng kính tiêu cực hoặc lăng kính tích cực này là tương đẳng tâm trạng, mood congruency. Khi lăng kính mà qua đó bạn nhìn thấy thế giới mang tính tiêu cực, điểm tập trung của bạn bị co hẹp lại và bạn không thấy gì ngoài vấn đề của mình. Bạn bị bịt mắt trước giải pháp và cơ hội. Cái nhìn tiêu cực gây ra tấm nhìn hình ống, tunnel vision, làm hạn chế tính sáng tạo. Nếu bạn là một trong những người đang sống chật vật về tài chính, cái nhìn tiêu cực giống như đổ thêm dầu vào lửa, làm cháy thêm ngọn lửa tiêu cực và kéo dài cuộc đời thất nghiệp, nghèo đói của bạn. Ngược lại, cái nhìn tiêu cực cũng theo nghiên cứu này, nâng cao khả năng giải quyết vấn đề sáng tạo. Cách nhìn tích cực giúp mở mang tư duy và ý thức, nó mở ra giải pháp và cơ hội. Nếu bạn nghèo khó, cái nhìn tích cực là phương tiện duy nhất giúp bạn thoát khỏi cuộc đời thất nghiệp, nghèo đói hay cận nghèo. Người thành công là những người tích cực, nhiệt tình, hăng hái, vui vẻ và cân bằng. Họ mạnh mẽ, có kiểm soát, tự tin và giàu năng lượng. Điều này không phải ngẫu nhiên. Họ là môn đồ của tư duy giàu có. Khi họ nói về bản thân, ngôn từ của họ hứng khởi, không chỉ trích. Họ thực hành thói quen tự nhủ tích cực. Họ sử dụng những khẳng định tích cực để củng cố thái độ và tạo tư duy tích cực. Họ không thất vọng về bản thân khi có vấn đề xảy ra. Họ áp dụng tư duy giàu có rằng vấn đề và rào cản là cơ hội và trải nghiệm học hỏi. Người thành công luôn kiểm soát suy nghĩ. Suy nghĩ tiêu cực sẽ bị thế chỗ ngay lập tức bằng suy nghĩ tích cực. Họ hiểu rằng cho phép suy nghĩ tiêu cực dù chỉ một giây trong đời sẽ tạo cho chúng cơ hội bén rễ và thay đổi hành vi của họ một cách tiêu cực. Họ nạp vào đầu những suy nghĩ tốt đẹp,
tích cực để chúng bán rễ, ra hoa và một ngày nào đó kết trái. Người thành công cũng sử dụng các kỹ thuật hình dung, tưởng tượng để thay đổi hay củng cố tư duy. Trái với bạn có thể nghĩ, người thành công cũng có những suy nghĩ tiêu cực xâm chiếm đầu óc họ. Sao không chứ? Khi mà chúng ta liên tục bị tấn công bởi những tin tức tiêu cực từ mọi loại hình phương tiện truyền thông. Mỗi ngày truyền thông nhồi nhét vào đầu ta những suy nghĩ tiêu cực. Thông tin tiêu cực gây ra sợ hãi, lo lắng và giận dữ. Rất dễ trở thành nạn nhân của hàng loạt tiêu cực này. Người thành công nhận ra điều này và cố gắng giảm thiểu việc nghe, xem những thứ tiêu cực. Thay vào đó, họ xem những chương trình có tính xây dựng hoặc nâng cao tinh thần. Họ đọc những bài báo tích cực, tránh xa những thể loại tiêu cực. Người thành công kiểm soát những thứ họ nghe và xem mỗi ngày. Và cuối cùng, người thành công biết ơn tất cả những gì cuộc sống mang lại cho họ. Họ thể hiện sự cảm tạ mỗi ngày, trước khi đi ngủ hay sau khi thức giấc buổi sáng. Một số người thậm chí còn ghi ra giấy tất cả những điều họ biết ơn và họ đọc chúng mỗi ngày. Tại sao biết ơn lại quan trọng? Biết ơn là cánh cửa dẫn đến lạc quan và cách nhìn tích cực. Biết ơn buộc bạn ý thức về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hôm nay xe của tôi khởi động suôn sẻ. Tôi có thể nuôi cả gia đình. Tôi có một mái nhà. Tôi khỏe mạnh. Tôi được sống. Tôi có gia đình yêu thương, v.v. Khi bạn chuyển hướng suy nghĩ sang những điều tốt đẹp trong cuộc sống, bạn cũng khiến não bộ bắt đầu chuyển từ tiêu cực sang tích cực. Nếu bạn thực hành biết ơn mỗi ngày, cái nhìn tích cực sẽ chế ngự cái nhìn tiêu cực. Biết ơn làm thay đổi lăng kính mà qua đó bạn nhìn nhận thế giới từ tiêu cực sang tích cực. Và khi điều đó xảy ra, bạn sẽ bắt đầu thấy giải pháp thay vì vấn đề. Những ý tưởng sẽ nảy ra trong đầu bạn, giúp bạn thoát khỏi thất nghiệp, nghèo đói hay cận nghèo. Thể hiện biết ơn mỗi ngày không phải là thứ giả dối. Biết ơn là cánh cửa dẫn đến lạc quan và cách nhìn tích cực. Nó là phương tiện thay đổi cuộc đời bạn từ nhiều hạn chế sang đầy cơ hội vô hạn. Người không thành công có cái nhìn tiêu cực. Họ chỉ trích bản thân và tất cả những người họ tương tác. Họ thường là nhà phê bình ghê gớm nhất của chính mình và của những người khác. Họ suy nghĩ xấu, tiêu cực. Họ cho phép những suy nghĩ xấu xâm lấn đầu óc họ và bén rễ, gây ra hành vi xấu. Họ thiếu động lực, nhiệt huyết và thường rơi vào trạng thái ức chế thần kinh có thể kéo dài vài ngày đến vài tuần mỗi lần. Họ xem quá nhiều chương trình tiêu cực trên truyền hình hay internet. Họ mua những tờ báo có tiêu đề viết ra để khuấy động các cảm xúc tiêu cực. Họ thường xuyên truy cập các website tiêu cực. Họ thấy vô vọng và bất lực. Làm sao bạn biết đâu là người có cách nhìn tiêu cực? Những người có các triệu chứng như sau. Tư tưởng nạn nhân. Những kiểu người không thành công này tin rằng hoàn cảnh tài chính của họ bị quyết định bởi những lực lượng nằm ngoài sự kiểm soát của họ như là phố Wall. Những người giàu có cố tình làm họ nghèo, chính sách của chính phủ, nền kinh tế, hệ thống trường học yếu kém và trưởng thành ở nơi tồi tệ, v.v. Tư tưởng bảo thủ. Người không thành công thường có tư tưởng bảo thủ và không sẵn sàng đón nhận ý tưởng mới, tư duy mới hay quan điểm khác với họ. Một trong những điểm điển hình của triệu phú tự thân là khả năng cởi mở với các ý tưởng mới, kiến thức mới và lối tư duy mới. Hạn chế về hệ tư tưởng. Người không thành công luôn giữ những hệ tư tưởng khiến họ không thể thoát nghèo. Họ mang bên mình những niềm tin rằng người giàu là kẻ xấu, tiền bạc là gốc rễ mọi tội lỗi. Sinh ra trong nghèo đói thì không thể thoát khỏi nghèo đói. Rằng bạn cần học đại học để thoát nghèo, v.v. Khả năng gạt bỏ những hạn chế về hệ tư tưởng cho phép chúng ta mở mang tư duy, trưởng thành và tiến hóa. Hạn chế trí tuệ. Người không thành công tin rằng họ không thông minh và đó là một trong những nguyên nhân khiến họ nghèo đói. Ai cũng có tiềm năng thần đồng. Tất cả chúng ta sinh ra đều có gen thần đồng. Thứ khiến cho công tắc dẫn đến gen đó không được bật là vì chúng ta tin rằng ta không đủ thông minh để vươn lên thoát khỏi tình hình tài chính của mình. Sung sướng tức thời. Người không thành công tìm kiếm giải pháp ngắn hạn cho vấn đề dài hạn. Họ cá cược hoặc tìm đến sòng bài với hy vọng có tiền dưỡng già. Thoát nghèo và tạo dựng của cải cần thời gian, nhưng cách duy nhất để con tàu của chúng ta cập bến là liệu ta có xây cầu cảng đủ lớn để neo nó hay không. Một trong những kỹ thuật thành công nhất giúp thay đổi tư duy là sử dụng các khẳng định tích cực.
Các khẳng định tích cực sẽ tái lập trình não cũ, hay còn gọi là tầng tiềm thức. Não cũ đã tồn tại hàng triệu năm trước não mới, tân vỏ não hay còn gọi là não ý thức. Não cũ có sức mạnh lớn hơn rất nhiều so với não mới. Một trong những sức mạnh của nó là khả năng chỉ đạo hành vi của chúng ta mà ta không hề hay biết. Khi chúng ta sử dụng các khẳng định tích cực để tái lập trình não cũ, nó sẽ ngầm hoạt động thay đổi hành vi của ta. Nó gửi thông điệp đến chúng ta dưới dạng trực giác và sự thấu hiểu. Trực giác và thấu hiểu khiến chúng ta điều chỉnh và chuyển hướng. Khẳng định tích cực. Mình hoàn thành được các việc cần làm hàng ngày. Mình hoàn thành được các mục tiêu. Mình may mắn, mình thành công, mình kiếm được 300.000 đô la một năm. Mình sở hữu một căn hộ nghỉ dưỡng trên đảo Long Beach. Mình là điều hành cấp cao trong công ty. Mình trả được tiền học cho con cái bằng chính thu nhập và tiền tiết kiệm của mình. Mình yêu công việc của mình. Mình thích làm việc với người khác. Mình tự tin. Mình có mạng lưới quan hệ rộng. Mình gọi điện cho bố mẹ mỗi tuần. Mình là một kế toán viên công chứng được cấp phép. Mình sống một cuộc sống điều độ. Các khẳng định tích cực đại diện cho hình ảnh của con người bạn muốn trở thành, những thứ bạn muốn đạt được, tài sản bạn muốn sở hữu và thu nhập bạn muốn kiếm được. Chúng phải cụ thể và ở thì hiện tại để phát huy hiệu quả. Hãy viết ra các khẳng định tích cực và giữ chúng ở bên bạn. Đọc lại chúng một lần vào buổi sáng, một lần vào buổi chiều và ngay trước giờ đi ngủ. Hãy để những khẳng định tích cực này ngấm vào tâm trí bạn mỗi ngày. Chúng thể hiện những suy nghĩ tích cực, tốt đẹp nhất và chúng sẽ bán rẻ. Các sự kiện và tình huống sẽ bắt đầu diễn ra theo suy nghĩ tích cực của bạn và cơ hội sẽ xuất hiện như trên trời rơi xuống. Tóm lại, người thành công tránh suy nghĩ tiêu cực. Họ thực hành tư duy giàu có mỗi ngày. Quan điểm của Michael Yardney: có những suy nghĩ tiêu cực là chuyện bình thường và khi có điều khiến bạn phiền lòng, bạn biết rằng gạt bỏ nó khỏi đầu là việc nói dễ hơn làm. Nhưng nhai đi nhai lại những suy nghĩ tiêu cực trong đầu thật khó chịu và phản tác dụng. Vì vậy hãy lưu tâm lời khuyên hữu ích của Tom trong chương trình này và phát triển thói quen tư duy giàu có. Chương 20. Thói quen giàu có số 9. Tôi sẽ tiết kiệm 10% thu nhập và sinh hoạt bằng 90% còn lại. Người thành công trả lương cho mình đầu tiên. Trước khi thanh toán bất kỳ chi phí nào, người thành công để ra 10% tổng thu nhập để tiết kiệm, đầu tư hay đưa vào quỹ hưu trí nào đó. Họ đầu tư tiền một cách thông minh, giám sát các khoản tiết kiệm thường xuyên và đặt ra các mục tiêu thực tế về hoàn vốn đầu tư. Họ có điểm tín dụng cao, nắm rõ giá trị tài sản ròng và giám sát sao kê cá nhân. Họ chỉ dùng đến các chuyên gia tài chính có năng lực nhất để tối đa hóa lợi nhuận và tối thiểu hóa thuế má. Họ dùng dịch vụ của các chuyên gia như là các kế toán viên công chứng được cấp phép, chuyên gia hoạch định tài chính được cấp phép hay các luật sư. Họ dùng những chuyên gia này giúp họ quản lý tiền bạc và thuế má. Người thành công luôn có kế hoạch hưu trí. Họ tham gia ở mức cao nhất pháp luật cho phép trong các kế hoạch hưu trí. Có nhiều kế hoạch hưu trí cho phép cá nhân trích ra, theo cách hoãn thuế, một phần lớn thu nhập của họ mỗi năm. Nếu công ty của họ không có kế hoạch hưu trí, họ tự tạo kế hoạch cho riêng mình bằng cách gửi tiền vào các tài khoản hưu trí cá nhân. Họ gửi thêm tiền vào các tài khoản này qua mỗi kỳ trả lương. Họ có mục tiêu hưu trí. Họ giám sát kế hoạch hưu trí này thường xuyên và điều chỉnh để đạt được mục tiêu. Người không thành công trả lương cho mình sau cùng. Họ sống bằng lương tháng, tiêu xài từng xu cho lối sống của mình. Họ không giỏi tiết kiệm và gánh rất nhiều nợ nần. Họ có khoản vay thế chấp tài sản nhà đã khai thác hết. Thẻ tín dụng luôn trong tình trạng rỗng và họ khó lòng thanh toán được khoản tối thiểu hàng tháng. Họ có điểm tín dụng thấp. Người không thành công không đóng góp vào kế hoạch hưu trí. Một số người cờ bạc, cá cược xem như kế hoạch dưỡng già. Họ mạo hiểm một cách không cần thiết hoặc thiếu thấu đáo. Họ không dành dụm ít nhất 10% thu nhập mỗi lần nhận lương. Hậu quả là khi đến tuổi về hưu, họ không đủ tiền tiết kiệm hưu trí để nghỉ hưu trong an toàn tài chính. Họ viện lý do là họ không có đủ điều kiện trích ra 10% thu nhập, nhưng họ không sẵn lòng điều chỉnh cách sống để tiết kiệm đủ ngần ấy. Thông thường, người không thành công không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục làm việc cật lực trong những năm tháng về già
hoặc phụ thuộc vào gia đình hay chính phủ. Tóm lại, người thành công trả lương cho mình đầu tiên bằng cách trích ra tối thiểu 10% thu nhập cho tiết kiệm hay kế hoạch hưu trí. Quan điểm của Michael Yarny: công thức làm giàu là tiêu ít hơn kiếm được, tiết kiệm khoản dôi ra, và khi bạn đã tiết kiệm đủ một khoản thì hãy đầu tư vào tương lai. Một thói quen giàu có quan trọng là trả lương cho chính bạn trước tiên rồi hãy tiêu phần còn lại. Trái lại, một thói quen nghèo khó phổ biến là tiêu tiền cho sinh hoạt trước rồi mới tiết kiệm phần còn lại. Vấn đề là hiếm khi còn lại chút tiền nào. Chương 21: Thói quen giàu có số 10. Tôi sẽ kiểm soát ngôn ngữ và cảm xúc của mình hàng ngày. Không phải nghĩ gì cũng cần nói ra và không phải thấy sao cũng cần biểu lộ. Người thành công luôn làm chủ lời nói và cảm xúc của họ. Họ hiểu rằng nói ra bất cứ điều gì trong đầu có thể làm hỏng mối quan hệ với những người có thể giúp họ đạt được ước mơ và mục tiêu. Họ không dễ giận dữ, đố kỵ, kích động, buồn bã hay bị chi phối bởi những cảm xúc vụn vặt khác. Họ gạt đi mọi cảm xúc xấu. Họ không cho phép những cảm xúc này nhen nhóm dù chỉ một giây. Họ hiểu rằng cảm xúc tiêu cực khiến họ đưa ra quyết định sai lầm dẫn tới hệ quả xấu. Họ thay thế những cảm xúc xấu này bằng cảm xúc tích cực. Khi đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn, họ dùng đến kỹ thuật sau: suy nghĩ, đánh giá và phản ứng. Suy nghĩ cho họ thời gian để hiểu tình hình. Đánh giá tình hình giúp kéo dài thời gian xác định phương hướng hành động đúng đắn. Phản ứng là việc cuối cùng họ làm và khả năng lớn đó sẽ là phản ứng phù hợp vì họ đã dành thời gian lựa chọn nó. Ngôn ngữ sử dụng hàng ngày tạo ra nhận thức. Ngôn ngữ giống như thỏi nam châm thu hút mọi kiểu người đến cạnh ta. Người giàu nhận ra điều đó rất lâu trước khi họ trở nên giàu có. Bạn càng am hiểu ngôn từ, bạn càng có khả năng truyền đạt những điều bạn biết. Nếu bạn muốn tạo hình ảnh là người thông minh, bạn phải tăng kiến thức về từ vựng và sử dụng chúng trong giao tiếp. Học từ mới giúp phát triển con người cá nhân của bạn. Chúng giúp tăng sự tự tin và chúng làm bạn lột xác. Người thành công rất ý thức về ngôn ngữ họ sử dụng khi giao tiếp với người khác. Họ chọn ngôn từ không xúc phạm người khác. Họ sử dụng ngôn ngữ để củng cố sự nhìn nhận của họ về chính mình và đồng thời củng cố người khác nhìn nhận về họ. Người thành công quá bận rộn để cho phép bản thân đắm chìm trong trạng thái cảm xúc tiêu cực. Họ thực hiện những hoạt động rất năng suất, làm cho đầu óc không còn nghĩ ngợi đến rắc rối. Họ thường xuyên tham gia vào các dự án hoặc các hoạt động trau dồi bản thân để giúp thúc đẩy các cảm xúc tích cực về bản thân. Người thành công cảm thấy như thế, họ có toàn quyền kiểm soát cảm xúc của mình. Người không thành công không ý thức về ngôn ngữ họ sử dụng hàng ngày. Họ vô ý dùng những từ ngữ xúc phạm người khác, làm hỏng các mối quan hệ. Họ dùng những ngôn từ tạo ra hình ảnh không được ưa thích trong mắt người khác. Người không thành công dễ sa vào những cảm xúc vụn vặt. Họ để cảm xúc chi phối hành vi. Họ dễ trầm cảm và cảm thấy không thể kiểm soát cuộc đời. Họ phản ứng trước khi suy nghĩ. Họ áp dụng thói xấu sẵn sàng, bắn và ngắm. Hậu quả là, có nhiều người không thành công trên thế giới này phải chịu cảnh ngồi tù. Tóm lại, người thành công kiểm soát ngôn ngữ và cảm xúc của họ. Chương 22: Thói quen giàu có số 11. Tôi sẽ làm công việc mà mình yêu thích. Hầu hết chúng ta rất giỏi làm theo. Chúng ta quen làm theo những gì được bảo. Thói quen này hình thành trong cuộc đời của chúng ta từ rất sớm. Vì muốn tốt cho chúng ta, cha mẹ khiến chúng ta làm những việc ta không muốn làm, như dậy sớm đi học, ăn rau xanh, làm bài tập về nhà, làm việc nhà, vân vân. Làm theo những gì được bảo đã được gieo vào chúng ta từ khi còn rất bé. Nhưng rồi chúng ta trở thành người lớn. Về mặt sinh lý, quá trình dậy thì này bắt đầu ở tuổi 14 và kéo dài đến tuổi 21. Một số bậc cha mẹ nhận ra sự chuyển mình này và bắt đầu giao quyền quyết định cuộc đời mình cho chúng ta. Cha mẹ khuyến khích ta tự chịu trách nhiệm cá nhân. Cha mẹ để chúng ta mắc sai lầm và trải nghiệm một vài hiện thực khó khăn của cuộc sống và ở bên cạnh ta, cho ta lời khuyên và hướng đi khi mọi chuyện không như ý. Không may là các bậc cha mẹ này chỉ chiếm số ít. Hầu hết họ tiếp tục kiểm soát cuộc sống của con cái cho đến khi chúng 20 tuổi, không để chúng suy nghĩ và hành động độc lập. Người ta đôi khi gọi họ là những bậc cha mẹ trực thăng. Khi đó chúng ta sẽ phải theo đuổi mục tiêu và ước mơ của cha mẹ mình, thay vì mục tiêu và ước mơ của chính mình.
chúng ta dựa trên chiếc thang của cuộc đời mình, vào bức tường của cha mẹ và trèo lên chiếc thang đó gần hết đời mình. Một lúc nào đó, ta nhận ra ta không vui khi làm những thứ ta đang làm và thấy chán nản, thoái chí với công việc đang làm. Cảm giác bất hạnh này thường xuất hiện khi ta đang ở giữa hoặc cuối tuổi 30, khi chúng ta đã có con cái. Chúng ta tiến không được, lùi không xong vì ta tin rằng ta không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục leo lên chiếc thang của cha mẹ mình để chu cấp gia đình. Làm sao để bạn bước ra? Làm sao để bạn rút chiếc thang cuộc đời mình ra khỏi bức tường của người khác và dựng nó vào bức tường của mình? Người thành công theo đuổi công việc họ yêu thích. Vì họ đang làm việc họ thích nên họ dành nhiều thời gian hơn cho nó. Họ bị gắn mác nghiện việc nhưng trớ trêu là họ chẳng bao giờ cảm thấy họ đang làm việc. Với họ, công việc là trò chơi. Nó thú vị, vui nhộn. Họ mong chờ công việc vì họ dành nhiều thời gian hơn cho công việc nên họ trở thành chuyên gia trong việc họ làm. Người thành công tìm thấy chỗ của mình, nơi họ có thể kiếm tiền và tiếp thêm đam mê. Đam mê cho họ khát khao tham gia một hoạt động cho đến khi họ thành chuyên gia về hoạt động đó. Với đam mê, họ mạnh mẽ hơn qua những sai lầm và biết điều gì nên làm và điều gì không nên. Người không thành công dựa chiếc thang cuộc đời mình vào tường của người khác. Họ không thích công việc họ đang làm để kiếm sống. Người nghèo nhất trong những người nghèo luôn gác công việc là cần câu cơm của họ. Kết quả là họ làm ở mức tối thiểu đủ để giữ việc hoặc có lương. Vì họ dành rất ít thời gian cho công việc, họ không bao giờ là chuyên gia thực sự trong việc họ làm. Bạn cần hành động theo mục tiêu và ước mơ của mình. Hãy dành những khoảng thời gian nho nhỏ để theo đuổi mục tiêu, ước mơ cá nhân của bạn vào sáng sớm, tối muộn hay cuối tuần. Có thể làm lớn thêm bức tường của riêng bạn nếu bạn dành cho nó chút thời gian bất cứ lúc nào, mỗi ngày và hàng ngày. Ban đầu sẽ cần có chút kỷ luật. Nhưng khi bạn kiên trì, đam mê sẽ thế chỗ cho ý chí. Đam mê sẽ chỉ lớn lên và tiếp thêm năng lượng cho bạn. Cuối cùng, sự đầu tư hàng ngày này sẽ đưa bạn leo cao hơn trên chiếc thang cuộc đời và đến gần hơn đỉnh của bức tường. Bạn sẽ thấy hạnh phúc và hăng hái khi leo lên bức tường của chính mình. Các chuyên gia được trả công cao nhất nhờ kiến thức và kỹ năng của họ. Chuyên môn giúp mở rộng phương tiện thu nhập của chúng ta, cho phép chúng ta tích lũy lượng lớn tài sản theo thời gian. Chúng ta luyện tập càng nhiều thì ta càng kiếm được nhiều tiền và tích lũy càng nhiều tài sản. Lúc nào đó, thứ chúng ta luyện tập sẽ trở thành thói quen. Và cái hay của thói quen là nó cho phép ta nhớ lại ngay lập tức và thực hiện các kỹ năng đã hoàn thiện của mình mà không cần gắng sức. Luyện tập bằng đam mê sẽ làm cho sự yếu kém không còn cửa vì nó giúp hoàn thiện kỹ năng và kiến thức của ta. Đam mê là đặc trưng số 1 và quan trọng nhất của người thành công. Nó là chất xúc tác biến người bình thường thành người phi thường. Khi bạn theo đuổi thứ bạn thực sự đam mê, đời bạn sẽ thay đổi tốt hơn. Bạn biết bạn sẽ tìm thấy thứ bạn thực sự đam mê khi nó chiếm trọn suy nghĩ của bạn 24/7. Nó ngốn hết những giây phút bạn tỉnh táo và ước mơ của bạn. Tại sao đam mê quan trọng đến thế? Đam mê tạo ra kiên trì. Đam mê biến kẻ lười biếng nhất thành người siêng năng nhất. Đam mê khiến bạn sáng tạo không ngừng. Đam mê cho phép bạn vượt qua sai lầm và thất bại. Đam mê sang phẳng chướng ngại thành đường bằng. Đam mê sinh ra khả năng tập trung không cưỡng bức, loại tập trung mạnh mẽ nhất. Đam mê cho bạn năng lượng vô hạn. Đam mê sinh ra sức mạnh ý chí cao độ, loại ý chí mạnh mẽ nhất. Không có đam mê, bạn vẫn có thể làm tốt trong cuộc sống, nhưng bạn sẽ không bao giờ đạt đến tiềm lực tối đa của bản thân. Thành công sẽ chững lại chỉ bằng một phần nó có thể. Tìm kiếm đam mê nên là trọng tâm chính trong cuộc đời bạn, vì với đam mê, mọi mong muốn và ước mơ trở thành hiện thực. Đam mê buộc bạn phải trở thành người bạn cần trở thành để thành công gõ cửa. Đó là quân cờ domino đầu tiên của thành công. Đam mê khởi động mọi quân cờ thành công khác. Đam mê đánh bại học vấn. Đam mê đánh bại chuẩn mực nghề nghiệp. Đam mê đánh bại thông minh. Đam mê đánh bại vốn liếng làm ăn. Đam mê đánh bại kỹ năng và số năm kinh nghiệm. Đam mê đánh bại bất cứ lợi thế nào mà người không có đam mê có. Số ít những người tìm thấy đam mê sẽ thổi bay cơ hội của những người thiếu đam mê. Đây thậm chí còn chẳng phải một cuộc cạnh tranh.
Đam mê giống như công tắc đèn. Khi công tắc bật, nó kích hoạt hiệu ứng domino của những tố chất thành công khác. Nó là chất xúc tác cho mọi thành công. Đam mê cho phép bạn vượt qua khỏi chướng ngại, mọi sai lầm và thất bại. Không gì có thể ngáng đường một người có đam mê. Những người đầy ắp đam mê không bao giờ bỏ cuộc và vì vậy không bao giờ họ thất bại. Tóm lại, người thành công tìm cách kiếm tiền bằng cách làm những gì họ yêu thích. Quan điểm của Michael Jordan. Chúng ta đều từng nghe câu nói là hãy làm điều bạn thích và bạn sẽ không phải làm việc thêm một ngày nào nữa trong đời. Tôi biết tôi cực kỳ yêu thích công việc của mình và tôi may mắn kiếm được thu nhập tốt từ nó. Nhưng hãy cẩn thận, điều này không có nghĩa cả đời làm việc của bạn sẽ như đi dạo trong công viên. Không có nghĩa bạn sẽ chỉ không phải làm việc chăm chỉ, bạn sẽ phải chăm chỉ. Người giàu làm việc chăm chỉ và đầu tư tiền của họ để tiền làm việc chăm chỉ cho họ và họ không còn phải vất vả nữa. Nhưng thú vị là khi họ đã đạt đến đỉnh điểm đó rồi thì người giàu vẫn tiếp tục làm việc vì đó là đam mê của họ. Chương 23. Thói quen giàu có số 12. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ. Người kiên trì nhất là người thành công nhất trong cuộc sống và tích lũy được nhiều tài sản nhất. Kiên trì nghĩa là không bao giờ từ bỏ ước mơ. Người thành công theo đuổi ước mơ cho đến khi họ thành công, qua đời hay mất khả năng làm việc. Kể cả phá sản hay ly dị cũng không làm họ dừng theo đuổi ước mơ. Kiên trì nghĩa là hành động mỗi ngày theo mục tiêu hướng đến ước mơ, cho dù muốn hay không muốn. Nghĩa là không bao giờ đầu hàng trước sự ngờ vực. Có những ngày mọi việc suôn sẻ, nhưng đa phần những ngày theo đuổi ước mơ sẽ không theo ý ta. Chỉ là nó thế thôi. Để đạt được ước mơ cần thời gian và kiên trì. Khi mọi chuyện không như ý, đó là lúc tâm trí chúng ta đầy ắp những ngờ vực. Thứ làm người thành công khác người thường là họ kiên trì kể cả khi cuộc sống đầy rẫy khó khăn và tim vào họ đầy những ngờ vực. Kiên trì nghĩa là vẫn làm dù mắc đủ mọi sai lầm. Người thành công coi sai lầm không khác gì trải nghiệm học hỏi. Kiên trì nghĩa là tự đứng dậy sau khi nếm trải hết thất bại này đến thất bại khác. Chúng ta chỉ thất bại khi ta từ bỏ. Kiên trì nghĩa là không vì bị từ chối hay bị bỏ lơ mà không tiếp tục. Khi chúng ta theo đuổi ước mơ, ta sẽ phải đối mặt với sự từ chối và bị thờ ơ. Đó là một phần của tiến trình. Đừng coi mình là nạn nhân bị nhắm đến. Đừng đa cảm vì bị từ chối hay thờ ơ. Khi ta bị từ chối hay bị bỏ lơ, hãy nói next rồi bước tiếp. Kiên trì nghĩa là không cho phép sự phân tâm làm thay đổi trọng tâm của chúng ta. Rất dễ để phân tâm ngán đường. Người thành công gạt bỏ phân tâm và tập trung vào việc quan trọng. Họ có con mắt bao quát hoạt động như một trường lực, chuyển hướng mọi sự phân tâm ra khỏi đường đi của họ. Kiên trì nghĩa là không để sợ hãi dừng ta lại giữa đường. Sợ hãi là nguyên nhân chính hầu hết mọi người từ bỏ ước mơ. Người thành công có thói quen hành động dù cho sợ hãi. Hầu hết người không thành công, không theo đuổi ước mơ. Họ bị giữ chân bởi sự sợ hãi và ngờ vực. Họ không đủ tin tưởng vào bản thân để theo đuổi ước mơ. Họ có những niềm tin hạn chế nói với họ rằng họ không đủ thông minh, không đủ học vấn, đủ chăm chỉ hay không có khả năng theo đuổi ước mơ. Số ít những người không thành công dám theo đuổi ước mơ cuối cùng cũng từ bỏ ước mơ. Họ là nạn nhân của hội chứng đối tượng sáng loáng mà tôi đã đề cập ở trên. Khi một việc gì đó không lập tức mang lại kết quả, họ nhảy sang thứ tiếp theo, thu hút sự chú ý của họ. Họ chuyển hướng tập trung sang thứ khác khi gặp khó khăn. Người không thành công liên tục theo đuổi những cái mới vì cái họ theo đuổi trước đó không mang lại kết quả ngay, khó đạt được hoặc chỉ là tốn nhiều thời gian hơn họ tưởng. Tóm lại, thành công cần thời gian. Người thành công không bao giờ bỏ cuộc. Kiên trì bền bỉ là yếu tố cần để thành công. Quan điểm của Michael Jordan. Không ai sinh ra là kẻ thất bại. Nhưng theo quan điểm của tôi, nếu bạn không thất bại, bạn không thể thành công. Chưa từng có ai thành công hôm nay mà không thất bại trước đây. Người thành công học được nhiều hơn là bỏ cuộc bất cứ khi nào họ ngã. Họ đứng dậy thêm lần nữa. Không quan trọng bạn ngã bao nhiêu lần, miễn bạn kiên trì, bạn sẽ thành công. Hãy ghi nhớ câu nói nổi tiếng của Winston Churchill. Đừng bao giờ đầu hàng. Đừng bao giờ, đừng bao giờ, đừng bao giờ trong bất cứ việc gì dù lớn hay nhỏ,
trọng đại hay vụn vặt, đừng bao giờ từ bỏ trừ khi bị thuyết phục bởi danh dự và lẽ phải. Đừng bao giờ nhân nhượng trước vũ lực, đừng bao giờ nhân nhượng trước sức mạnh lấn lướt của kẻ thù. Chương 24. Thói quen giàu có số 13. Tôi sẽ chỉ đón nhận những niềm tin tích cực và loại bỏ mọi niềm tin tiêu cực. Tại sao người giàu ngày càng giàu, còn người nghèo ngày càng nghèo? Tại sao đã nghèo mình nghèo từ đời này qua đời khác? Câu trả lời nằm ở niềm tin của chúng ta. Niềm tin của chúng ta có thể tạo ra của cải hoặc mang lại nghèo khó. Nếu ta tin ta thông minh, ta đúng. Nếu ta tin ta đần độn thì ta cũng đúng. Nếu ta tin cuộc sống đầy cơ hội thì ta đúng. Nếu ta tin cuộc sống toàn khó khăn, ta cũng đúng. Chúng ta tin gì quyết định chúng ta trở thành ai trong cuộc đời. Những niềm tin của chúng ta được lưu trữ sâu trong não cũ, còn được biết đến là não tiềm thức. Não cũ rất khác so với não mới, còn gọi là não ý thức. Não cũ đã tồn tại hàng triệu năm, trong khi não mới chỉ xuất hiện vài trăm nghìn năm. Não cũ có sức mạnh to lớn, khó so sánh với não mới. Nó là phần duy nhất trong não bộ có thể thực sự làm nhiều việc cùng lúc. Đồng thời nó cũng kiểm soát hệ thống tự động của chúng ta, điều hướng hành vi, lưu giữ thói quen là nơi có cảm xúc trú ngụ và cất giấu niềm tin. Niềm tin biểu thị cho lập trình suy nghĩ đã được cảm xúc hóa mà não cũ tiếp nhận. Nếu chúng ta muốn thay đổi hoàn cảnh cuộc đời, chúng ta cần bắt đầu bằng cách thay đổi niềm tin của mình. Để làm điều đó, ta cần phải tạo ra những suy nghĩ được cảm xúc hóa tích cực và tránh những suy nghĩ cảm xúc hóa tiêu cực. Mỗi chúng ta đều thừa hưởng từ cha mẹ, môi trường sống và quá trình trưởng thành những niềm tin nhất định, định hướng hành vi, suy nghĩ, cảm xúc và các lựa chọn ta thực hiện trong cuộc đời. Khi những niềm tin này làm đầu óc chúng ta khép lại trước những ý tưởng mới, kiến thức mới và cách làm mới, là chúng đang kìm hãm ta. Chúng cản trở khả năng trưởng thành của ta về mặt cá nhân. Một cách để biết các niềm tin của chúng ta có đang cản trở chúng ta trưởng thành hay không là xem phản ứng của chúng ta trước những thông tin mới và khám phá mới. Nếu phản ứng bản năng của ta là ngay lập tức gạt bỏ thông tin mới và coi là giả mạo, thì chúng ta đang có một niềm tin bảo thủ, hạn chế và tiêu cực. Một trong những điểm điển hình của những người thành công là khả năng cởi mở với các ý tưởng mới, kiến thức mới và cách nghĩ mới. Họ có khả năng gạt bỏ những niềm tin hạn chế, tiêu cực và mở rộng tư duy để trưởng thành và để tiến hóa. Người không thành công có những niềm tin hạn chế, tiêu cực kìm hãm họ trong cuộc sống. Những niềm tin này giống như biển báo stop, ngăn họ theo đuổi bất cứ mục tiêu nào mà hệ niềm tin của họ nói rằng không thể. Thói quen hàng ngày phản ánh chân thực niềm tin của chúng ta. Mình không thông minh, nuôi dưỡng thói quen không học tập, không lắng nghe và không tập trung. Mình không thể giảm cân, nuôi dưỡng thói quen ăn uống vô độ, ăn uống nghèo nàn và không tập luyện. Niềm tin được hình thành theo hai cách. Một là thông qua sự lập trình có tính lặp lại, có thể đến từ bên trong suy nghĩ của chúng ta, hoặc bên ngoài, các khẳng định lặp đi lặp lại từ những mối quan hệ có tầm ảnh hưởng như cha mẹ, thầy cô, bạn bè, gia đình của chúng ta, v.v. Hai là thông qua các sự kiện cuộc sống, neo lại những cảm xúc tiêu cực sâu đậm, thất vọng do một sự kiện thất bại, hay các cảm xúc tích cực sâu sắc, hạnh phúc vì một sự kiện thành công. Phần đầu đời của mỗi người đều chất đầy sai lầm và thất bại. Chúng ta tham gia vào các hoạt động mới và mắc lỗi hay thất bại trong một hoạt động. Những sai lầm và thất bại này là cách cuộc đời nói với ta rằng ta đang làm sai. Mục đích không phải để ảnh hưởng tiêu cực đến phần đời còn lại của ta, mà là để ảnh hưởng tích cực đến phần đời còn lại bằng cách dạy ta về những thứ ta không nên làm. Không may là những người xung quanh ta như cha mẹ, bạn bè, thầy cô, v.v. lại vô tình đụng đến những chỉ trích nặng nề khiến hầu hết chúng ta bị ảnh hưởng trong phần đời còn lại. Những chỉ trích này đeo bám chúng ta vì chúng gắn với cảm xúc tiêu cực. Một cảm xúc tiêu cực đi cùng với một lời chỉ trích nặng nề, nó trở thành một niềm tin hạn chế. Các bậc cha mẹ, thầy cô, quản lý công ty và bất cứ ai ở vị trí có uy quyền đều có khả năng loại bỏ những niềm tin hạn chế và thói quen xấu ở con trẻ, học sinh và nhân viên. Tất cả chúng ta đều cần tạo cảm hứng tích cực cho tất cả những người mà chúng ta có thể ở vị thế gây ảnh hưởng trong cuộc sống. Một người có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời của một người khác chỉ bằng cách cho họ một niềm tin mới để tin vào.
Niềm tin này đến phiên nó sẽ giúp họ rũ bỏ những thói quen xấu tương ứng mãi mãi. Dưới đây là một vài niềm tin hạn chế có thể đang kìm hãm cuộc sống của bạn. Đã nghèo thì không giàu được. Người giàu là do gặt may, còn người nghèo do xui xẻo. Mình không thông minh. Ai cũng nghĩ mình xấu xí. Mình không khi nào đủ tiền. Mình chẳng làm gì nên hồn, làm gì cũng thất bại. Mọi người không thích mình. Mình vô tổ chức, thiếu kỷ luật. Mình không giỏi học hành, bếp núc, công việc, đọc sách, duy trì quan hệ, vân vân. Mình không tài nào giảm cân. Mỗi một niềm tin hạn chế này là một chương trình vi tính cá nhân, làm thay đổi hành vi của chúng ta theo cách tiêu cực. Những niềm tin hạn chế này chịu trách nhiệm cho cuộc đời chúng ta đang có. Nếu chúng ta thấy bất hạnh và muốn thay đổi hoàn cảnh đời mình, chúng ta cần thay thế những niềm tin hạn chế này bằng những niềm tin tích cực, hứng khởi. Việc này có thể làm được. Dưới đây là một số chiến lược hiệu quả sẽ tái lập trình tiềm thức của bạn và thay đổi hoàn toàn cuộc đời bạn. Nếu bạn làm theo những chiến lược này trong 30 ngày, sự tái lập trình sẽ bám sâu và thay đổi tư duy của bạn từ tiêu cực sang tích cực. Lá thư 5 năm. Lá thư 5 năm là một thứ rất thú vị. Nó giúp trí tưởng tượng của bạn vận động, và khi bạn viết xong lá thư này, bạn sẽ ngay lập tức thấy tốt hơn về bản thân. Trẻ con rất thích hoạt động này. Cách thức như sau. Tưởng tượng 5 năm đã trôi qua và giờ bạn đang viết cho mình một lá thư giải thích cuộc sống của bạn thế nào trong 5 năm qua. Nói đúng ra là bạn muốn cuộc sống của mình sẽ thế nào trong 5 năm tới. Bạn sẽ vẽ bức tranh về cuộc đời bạn 5 năm sau là cuộc đời hoàn hảo và lý tưởng. Là cuộc đời bạn muốn có ngay hôm nay nếu bạn có thể búng tay một cái. Hãy miêu tả trong thư về nơi bạn sống, căn nhà bạn ở, chiếc xe bạn lái, công việc bạn làm, thu nhập bạn kiếm được. Tả những gì bạn được làm trong suốt 5 năm qua, những mục tiêu bạn đã hoàn thành và những ước mơ đã thành sự thật. Lá thư 5 năm sẽ là bản thiết kế cho cuộc đời tương lai của bạn. Viết cáo phó. Hoạt động này buộc bạn phải đánh giá cuộc sống hiện tại của mình và là cơ hội để bạn viết lại kịch bản cho tương lai. Bạn muốn lời cáo phó sẽ nói gì về bạn? Bạn muốn thế gian nhớ đến bạn thế nào? Hãy đưa vào tất cả những gì bạn muốn đạt được trong đời. Đừng hà tiện, liệt kê hết ra những ước mơ bạn đã hoàn thành. Lời cáo phó của bạn phải khiến bạn kính nể bản thân. Cứ viết thật bốc vào. Hãy để nó tuôn chảy sự vĩ đại và thành công của bạn. Hãy để nó tô lên hình ảnh con người lý tưởng bạn muốn trở thành. Cũng như lá thư 5 năm, hãy để lời cáo phó này trở thành bản thiết kế cho cuộc đời tương lai lý tưởng của bạn và con người tương lai của bạn. Viết ra các mong muốn và ước mơ. Hãy viết ra mọi mong muốn hay ước mơ bạn muốn chúng thành hiện thực. Sau đó thu hẹp danh sách này còn 5 mong muốn ước mơ bạn muốn đạt được nhất trong 5 năm tới. Xây dựng mục tiêu xoay quanh các mong muốn và ước mơ đó. Mục tiêu giúp chúng ta tập trung vào việc hoàn thành ước mơ. Mục tiêu giúp mang lại sự rõ ràng trong những gì chúng ta đang cố gắng đạt được. Mục tiêu có cơ chế như chiếc kính lúp đang hội tụ ánh nắng mặt trời. Mục tiêu giúp tập trung các hoạt động của chúng ta. Khi bạn nhận ra các hành động cần thiết là bạn đã có mục tiêu. Vấn đề duy nhất còn lại là bạn có đủ khả năng thực hiện các hành động cần thiết đó hay không. Sổ ghi chép thành công. Đây sẽ là danh sách liệt kê tất cả các thành công của bạn trong cuộc sống. Mục tiêu của nó là đặt dấu chấm hết cho những lời tự chỉ trích tiêu cực mà chúng ta có vẻ ai cũng có. Cuốn sổ này là công cụ giúp chuyển hướng suy nghĩ của chúng ta từ tiêu cực sang tích cực. Tư duy tích cực thu hút điều tốt đẹp đến với cuộc đời ta bằng cách tái lập trình não cũ theo cách tích cực. Tư duy tiêu cực thu hút điều tồi tệ đến với cuộc đời ta bằng cách tái lập trình não cũ theo cách tiêu cực. Sổ ghi chép thành công giúp chuyển hướng suy nghĩ của chúng ta từ tiêu cực sang tích cực. Khi chúng ta nhìn lại tất cả những thành công trong cuộc đời mình, ta trở nên tích cực. Cách làm này giúp lập trình não cũ chỉ tập trung vào thành công, không tập trung vào thất bại. Nó như một cái vỗ vai tâm lý và rất hiệu nghiệm. Mỗi khi bạn mất kiểm soát, hãy lôi cuốn sổ này ra và đọc nó. Nó sẽ giúp bạn ngừng lăng mạ bản thân trong phần còn lại của ngày và không trở nên tiêu cực. Sai lầm và thất bại không khác gì là những bài học cần phải học. Chúng không phải hình ảnh phản chiếu sự thiếu năng lực, thiếu học vấn hay thiếu sót nào đó trong tính cách của chúng ta, mà chỉ là những thứ để học hỏi.
Cuốn sổ thành công giúp đặt sai lầm và thất bại vào đúng bối cảnh của nó và giữ ta tiếp tục con đường tư duy thịnh vượng. Khẳng định tích cực về bản thân mỗi ngày. Các khẳng định cần ở thì hiện tại và đại diện cho trạng thái thể chất tương lai. Ví dụ, tôi là nhân viên bán hàng số 1 của công ty. Các khẳng định chỉ có tác dụng khi gắn với các mục tiêu, ước mơ hay sứ mệnh trong cuộc đời chúng ta. Bản ước mơ. Bản ước mơ là sự thể hiện bằng hình ảnh tất cả những thứ chúng ta khao khát có trong cuộc sống. Hãy cắt dán vào bản ước mơ các tranh ảnh thể hiện ngôi nhà lý tưởng nơi bạn muốn sống, chiếc xe lý tưởng bạn sẽ đi, công việc lý tưởng bạn sẽ làm, con số lý tưởng bạn sẽ có trong tài khoản ngân hàng, những nơi bạn muốn đến nghỉ dưỡng, những chuyện bạn muốn làm, những người bạn muốn gặp gỡ, kết bạn hay làm ăn. Đặt bản ước mơ này ở nơi bạn có thể thấy và ngắm nhìn mỗi sáng ngay sau khi thức dậy và mỗi tối ngay trước khi đi ngủ. Thiền mỗi sáng. Ngồi trên ghế trong tư thế thoải mái, nhắm mắt lại, thư giãn mắt, thư giãn toàn bộ khu vực đầu, thư giãn vùng cổ, thư giãn hai vai, thư giãn ngực, thư giãn hai tay, thư giãn hông, thư giãn chân và thư giãn hai bàn chân. Hít thở 30 hơi thật sâu và quán tưởng mỗi con số trong đầu. Hãy để mọi suy nghĩ trôi đi, lần lượt từng suy nghĩ một. Hình dung ước mơ lớn của cuộc đời bạn trở thành hiện thực. Hình dung tất cả mục tiêu của bạn đã hoàn thành. Hình dung cuộc sống lý tưởng với ngôi nhà lý tưởng, công việc lý tưởng, thu nhập tốt, sức khỏe tốt. Nhìn thấy bản thân hạnh phúc và thành công. Cầu xin sự giúp đỡ để vượt qua mọi chướng ngại đang trên đường đi của bạn. Mở mắt và nói, tôi hạnh phúc. Tóm lại, người thành công không chấp nhận những niềm tin làm còi cọc sự phát triển của họ. Họ hiểu rằng khi một niềm tin cản trở sự thay đổi và phát triển, thì nó sẽ kìm hãm họ trong cuộc sống và ngăn cản họ trở thành con người họ cần trở thành để thành công gõ cửa. Chương 25. Thói quen giàu có số 14. Tôi sẽ tìm đến các cố vấn thành công. Để thành công, chúng ta phải học cách đi theo dấu chân của người giàu. Cách nhanh nhất, hiệu quả nhất để làm điều này là tìm một cố vấn thành công. Tìm đến một cố vấn thành công là con đường nhanh nhất để trở nên giàu có. Các cố vấn này sẽ thường xuyên và chủ động tham gia vào quá trình thành công của chúng ta bằng cách dạy ta nên làm gì và không nên làm gì. Họ chia sẻ với chúng ta những bài học về giá trị, về cuộc sống mà họ học được từ cố vấn của họ hoặc từ trường đời nhọc nhằn. Tìm đến một cố vấn thành công là một trong những cách tốt nhất và ít đau đớn nhất để làm giàu. Người thành công tìm cố vấn thành công trong nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Người không thành công thì không. Sau đây là 5 cách để tìm một cố vấn thành công. Một là cha mẹ. Cha mẹ thường là cơ hội duy nhất bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể để có một cố vấn thành công trong cuộc sống. Vì thế, việc làm cha mẹ rất quan trọng. Các bậc cha mẹ cần phải là cố vấn thành công cho con cái của mình. Họ cần dạy con về những thói quen thành công tốt hàng ngày. Nếu không thì con cái họ có lẽ sẽ sống chật vật về tài chính. Hai là thầy cô. Thầy cô giỏi là những cố vấn giỏi. Thầy cô có thể bồi đắp thêm sự cố vấn mà con trẻ nhận được ở nhà từ cha mẹ chúng hoặc cung cấp thêm những cố vấn rất cần thiết về thành công, còn thiếu sót từ giáo dục gia đình. Ba là cấp trên. Với những người không đủ may mắn có cha mẹ hay thầy cô cố vấn về thành công, thì tìm một ai đó ở nơi làm việc có thể đóng vai trò là người cố vấn cũng sẽ giúp có được thành công trong cuộc sống. Hãy tìm đến một người nào đó ở nơi làm việc mà bạn ngưỡng mộ, tin tưởng, tôn trọng và nhờ họ trở thành cố vấn của bạn. Người này nên ở trên bạn ít nhất 2 cấp bậc. 4 là sách vở. Nhiều người thành công cho rằng thành công của họ là nhờ những tác giả viết sách về thành công như Dale Carnegie, Earl Nightingale, Og Mandino và Jack Canfield. Sách vở có thể thay thế những cố vấn thành công ngoài đời thực. 5 là trường đời. Khi bạn học được thói quen thành công tốt hàng ngày thông qua trường đời, về cơ bản bạn là cố vấn của chính bạn. Bạn dạy bản thân không nên làm gì. Bạn học từ sai lầm và thất bại của chính mình. Đây không phải cách dễ vì sai lầm và thất bại sẽ khiến bạn mất cả thời gian, tiền của và cảm xúc. Hiểu về thất bại quan trọng hơn hiểu về thành công. Nếu bạn muốn thành công trong cuộc sống, bạn phải biết việc gì không nên làm.
Có hai cách để biết việc không nên làm khi theo đuổi ước mơ hay thứ bạn đam mê. Thứ nhất là cách dễ, tìm một cố vấn thành công và học hỏi từ sai lầm và thất bại của họ. Thứ hai là cách khó, hành động và học từ trường đời làm gì thì tốt, làm gì thì không. Cách này khó vì bạn phải thường đánh đổi thời gian và tiền của để biết không nên làm gì. Và nó cũng là một chuyến tàu lượn với cảm xúc, cảm thấy tiêu cực khi mọi chuyện không như ý và cảm thấy tích cực khi mọi thứ đúng hướng. Cách khó đòi hỏi một sự kiên trì và kiên nhẫn rất lớn. Nếu bạn là người nghèo hoặc thuộc tầng lớp trung lưu, bạn có thể tìm các cố vấn thành công này ở nơi làm việc, trong các tổ chức phi lợi nhuận, trong các hội nhóm làm ăn, kinh doanh, tổ chức từ thiện, v.v. Họ có thể được tìm thấy trong sách vở hoặc ở các nhóm ưu tú. Một nhóm ưu tú, Mastermind Group, thường gồm 5 hoặc 6 cá nhân họp mặt ở ngoài đời hoặc trên mạng một tuần một lần để chia sẻ các hoạt động, lời khuyên tốt nhất và giúp bạn giải quyết vấn đề. Tóm lại, để thành công, bạn phải học cách đi theo dấu chân của người giàu. Tìm kiếm cố vấn thành công của riêng bạn là con đường nhanh nhất đến giàu có. Chương 26. Thói quen giàu có số 15. Tôi sẽ tập trung vào các ước mơ và mục tiêu mỗi ngày. Tôi sẽ không để bị phân tâm khỏi mục tiêu. Hầu hết mọi người hoàn toàn không hay biết về hành vi, thói quen và suy nghĩ của bản thân, cũng như các cuộc trò chuyện với người khác, hành động với người khác và môi trường xung quanh của họ. Hàng loạt nghiên cứu đã được thực hiện về đề tài này và thậm chí còn đi đến một cụm từ để mô tả nó: mù không chú ý. Nguyên nhân chính của mù không chú ý là não ý thức thiếu khả năng đa nhiệm, làm hai hoặc nhiều việc cùng lúc một cách có ý thức. Chúng ta chỉ có thể tập trung một cách có ý thức vào một đối tượng tại một thời điểm. Mọi thứ khác đều mờ nhạt và bị lờ đi bởi não ý thức, hệ lưới hoạt hóa thần kinh RAS và đồi não trong não bộ chặn lại tất cả các đầu vào giác quan, ngoại trừ những đầu vào cần thiết để hoàn thành một nhiệm vụ hay để giúp chúng ta xử lý vấn đề ta đang tập trung cao độ, như một mục tiêu chẳng hạn. Hệ RAS và đồi não này chỉ sao nhãng khỏi chức năng lọc này khi có điều gì đó bất ngờ hoặc mới mẻ thu hút sự chú ý của nó. Khả năng tập trung chăm chú vào một đối tượng là một trong những tài sản lớn nhất của loài người. Mặc dù có vẻ là một khiếm khuyết cố hữu, nhưng không hề như vậy. Sức mạnh của việc tập trung lờ đi hết mọi thứ nằm ngoài mối tập trung của chúng ta chính là lý do tại sao loài người có thể đưa con người lên mặt trăng, xây dựng cầu Brooklyn, phân tách nguyên tử và đạt được rất nhiều thành tựu khác. Khả năng tập trung chăm chú vào một đối tượng thực sự là điểm mạnh của chúng ta. Đó là lý do tại sao những người nổi tiếng giàu có như James Cameron, đạo diễn loạt phim Kẻ Hủy Diệt, Titanic và Avatar, Tim Curry, hài kịch gia, diễn viên nổi tiếng, và J.K. Rowling, tác giả bộ truyện Harry Potter, có thể vươn lên thoát nghèo khó cùng cực và lột xác thần kỳ thành các triệu phú tự thân. Cả ba người này đã từng có lúc vô cùng nghèo khổ, xe của họ cũng chính là nhà của họ. Không may là đại đa số mọi người vẫn giữ niềm tin rằng một người nghèo gần như không thể nào thoát khỏi nghèo và trở nên giàu có. Niềm tin hạn chế này là nguyên nhân tại sao chúng ta có quá nhiều người mắc kẹt trong cái sự nghèo truyền kiếp, và cũng là nguyên nhân giúp rất nhiều chính trị gia nhờ vậy có thể mua được phiếu bầu từ những người nghèo chỉ bằng cách cho họ một vài quyền lợi là cách duy nhất để họ thoát nghèo. Những ai chấp nhận niềm tin này đều không thể sử dụng sức mạnh của sự tập trung để thoát khỏi tình cảnh tài chính bất lợi. Và như thế thật không may, vì sức mạnh của sự tập trung chính là lối thoát cho người nghèo. Nó có thể nhấc bất cứ ai ra khỏi hoàn cảnh tài chính tàn khốc nhất. Người thành công hiểu rằng bạn không thể đạt được mục tiêu nếu không tập trung cao độ và liên tục. Thế nhưng hầu hết những người không thành công lại dành phần lớn thời gian của họ làm nhiều việc cùng lúc. Điều này chỉ khiến họ phân tâm, không tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ quan trọng là những việc bạn nên làm mỗi ngày, giúp bạn tiến gần hơn đến việc đạt được mục tiêu hay ước mơ cuộc đời. Phân tâm kéo bạn ra khỏi các nhiệm vụ quan trọng. Những người thành công hiểu rằng để hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng, họ cần cô lập các khoảng thời gian không gián đoạn trong ngày để tập trung cao độ. Nói thêm về tập trung, có hai kiểu tập trung. Một là tập trung dụng công và hai là tập trung không dụng công. Tập trung dụng công
phụ thuộc vào não mới, não ý thức của chúng ta, hay còn được biết đến là não tân võ não. Với tập trung dụng công, chúng ta phụ thuộc vào sức mạnh ý chí để tập trung. Sức mạnh ý chí có vòng đời rất ngắn, thường chỉ kéo dài 2 đến 3 tiếng mỗi lần. Dùng sức mạnh ý chí để tập trung chú ý vào một đối tượng sẽ nhanh chóng hút cạn glucose của não, nhiên liệu não. Vì thế bộ não không thích sử dụng sức mạnh ý chí. Bộ não thích sức mạnh cảm xúc hơn, được giải phóng bởi một kiểu tập trung mạnh hơn nhiều, gọi là tập trung không cưỡng bức. Tập trung không dụng công không phụ thuộc vào ý chí, nguồn năng lượng đến từ não mới của chúng ta, mà nó phụ thuộc vào cảm xúc, nguồn năng lượng đến từ não cũ. Tập trung không dụng công xuất hiện khi chúng ta theo đuổi thứ ta rất đam mê và làm khuấy động cảm xúc trong ta. Nhờ vậy ta học hỏi với tốc độ nhanh hơn, vì kiểu tập trung này cho phép ta có những giai đoạn tập trung không gián đoạn kéo dài. Các kiến thức mới, kỹ năng mới dễ dàng được tiếp thu hơn khi ta ở trong dòng chảy của tập trung không dụng công. Tập trung không dụng công là kiểu tập trung cao độ nhất bạn có thể có được. Edison có nó, Tesla có nó, Einstein có nó và Steve Jobs có nó. Những người có thể khai thác khả năng tập trung không dụng công có thể làm việc với khả năng chú ý như laser trong nhiều giờ, nhiều ngày, nhiều tuần và thậm chí nhiều năm. Bạn sẽ biết khi nào bạn đang trong trạng thái tập trung không dụng công. Bạn không thể kéo mình ra khỏi một hoạt động. Chìa khóa để kích hoạt khả năng tập trung không dụng công này là theo đuổi một ước mơ hay mục tiêu đằng sau một ước mơ. Những thứ này sẽ khai thác trung tâm cảm xúc của não cũ. Người thành công dùng khả năng tập trung không dụng công để đạt được ước mơ và mục tiêu phục vụ cho ước mơ. Những người không thành công không theo đuổi một mục tiêu, mục đích hay ước mơ nào. Kết quả là họ không bao giờ có thể tận dụng nguồn sức mạnh lớn lao từ khả năng tập trung không dụng công. Họ phải phụ thuộc vào tập trung dụng công từ ý chí. Họ đúng nghĩa chỉ sử dụng một phần của não bộ. Tóm lại, người thành công liên tục theo đuổi mục tiêu và ước mơ. Họ thực hành tập trung cao độ hàng ngày. Chương 27. Thói quen giàu có số 16. Tôi sẽ chỉ đặt ra mục tiêu tốt và tránh xa mục tiêu xấu. Bạn hiếm khi nghe ai đó nói về mục tiêu trong ngữ cảnh xấu. Mục tiêu hầu như luôn được nhìn nhận là tốt đẹp. Nhưng có những mục tiêu chẳng những không tăng thêm giá trị thực sự cho cuộc sống của bạn khi đã đạt được, mà còn tiêu hao những nguồn lực quý giá. Vậy làm sao để biết một mục tiêu là tốt hay xấu? Mục tiêu tốt mang lại lợi ích lâu dài và hạnh phúc lâu dài khi đạt được. Chúng cho phép bạn trưởng thành về mặt cá nhân và thay đổi hành vi của bạn một cách tích cực. Mục tiêu tốt đưa bạn từ điểm A đến điểm B. Trong đó điểm B là nơi tốt đẹp hơn, như giàu có hơn, sức khỏe tốt hơn, công việc tốt hơn, hệ thống giáo dục tốt hơn cho con cái bạn. Một ví dụ về mục tiêu tốt là giảm 10kg. Đặt ra mục tiêu giảm cân thường bao gồm chế độ tập luyện, ăn uống lành mạnh hàng ngày và khuyến khích lối sống tốt hơn. Sức khỏe tốt là kết quả của việc tập luyện và ăn uống đúng cách. Sức khỏe tốt cũng có thể thúc đẩy bạn điều độ trong việc uống rượu bia hoặc bỏ thuốc lá. Khi cân nặng cuối cùng cũng giảm, bạn tận hưởng những lời khen ngợi, cảm thấy khỏe mạnh hơn, và tất cả những điều này tạo nên một thứ hạnh phúc lâu dài gọi là mãn nguyện. Dưới đây là một số ví dụ khác về mục tiêu tốt. 1. Trở thành một chuyên gia. Nhiều người thành công là các chuyên gia trong một lĩnh vực nhỏ nào đó. Họ dành thời gian mỗi ngày để phát triển chuyên môn về một lĩnh vực cụ thể trong ngành nghề của họ. Trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực ngách sẽ có nhiều giá trị hơn và do đó kiếm được nhiều tiền hơn. 2. Là làm nghề tay trái. Nhiều người thành công bắt đầu công việc làm ăn kinh doanh thành công của họ trong khi vẫn đang làm việc cho người khác. Phát triển một công việc tay trái trong khi vẫn duy trì công việc toàn thời gian của bạn là việc hoàn toàn có thể. Việc này không chỉ giúp tăng thêm thu nhập hiện tại, mà sau này bạn còn có thể thoải mái bỏ việc và tập trung hoàn toàn cho doanh nghiệp của mình. 3. Là cải thiện vẻ ngoài. Nhiều người thành công thường xuyên tập tạ, nâng tạ để có một thân hình rắn rỏi hơn, khỏe mạnh hơn sẽ giúp cải thiện vẻ ngoài của bạn. Khi bạn xinh trai đẹp gái, bạn thấy tự tin hơn về bản thân. Sự tự tin đó được tiếp nhận bởi những người xung quanh, làm bạn càng thêm hấp dẫn hơn. 4. Trở thành diễn giả. Một số người thành công là những diễn giả cừ khôi. Việc tham gia Toastmasters hay một tổ chức diễn thuyết tương tự
để phát triển kỹ năng thuyết trình sẽ có lợi cho bạn về lâu dài. Khả năng diễn thuyết tốt sẽ làm bạn nổi bật trước đối thủ trong công việc và trong ngành nghề của bạn. Khả năng diễn thuyết tốt làm bạn được chú ý bởi nhiều người khác trong ngành. Nhờ vậy, bạn có thể có công việc tốt hơn với lương cao hơn và nhiều trách nhiệm hơn. 5. Viết lách. Một số người thành công viết bài cho các tạp chí hay bản tin ngành. Những người khác thì viết sách hoặc viết blog. Blog là một cách tuyệt vời để phát triển kỹ năng viết lách của bạn. Khả năng viết lách tốt sẽ cho thấy bạn là chuyên gia về đề tài bạn viết. Việc này mở ra cánh cửa cơ hội để thăng tiến trong công việc, các cơ hội nghề nghiệp mới trong ngành hoặc có thêm nguồn thu nhập. Mục tiêu xấu. Mục tiêu xấu mang lại hạnh phúc ngắn hạn và không có lợi ích dài hạn khi đạt được. Một ví dụ về mục tiêu xấu là sở hữu một con Ferrari. Để sở hữu một con Ferrari, bạn phải kiếm nhiều tiền hơn. Kiếm nhiều tiền hơn có thể sẽ phải hoặc làm việc nhiều hơn hoặc mạo hiểm tài chính lớn hơn như là cờ bạc cá độ. Có một chi phí lợi ích cost benefit khi làm việc nhiều hơn, bạn đầu tư thời gian mà bạn sẽ không bao giờ lấy lại được. Đừng hiểu nhầm ý tôi, làm việc nhiều hơn để kiếm tiền nhiều hơn là có thể việc tốt. Nhưng khi có mục tiêu xấu là lúc bạn dùng tiền đó để mua sắm vật chất, như một con Ferrari chẳng hạn. Niềm hạnh phúc có được từ việc sở hữu nhiều hơn hay có nhiều thứ đẹp đẽ hơn sẽ phai dần theo thời gian, vì hạnh phúc có được từ mua sắm thường chỉ mang tính chốc lát. Cuối cùng bạn sẽ phải quay trở lại mức hạnh phúc cơ sở di truyền sau một vài tuần. Con Ferrari chỉ còn là chiếc xe bạn đi, nhưng thời gian dành cho gia đình đã mất thì không bao giờ có thể lấy lại được. Nếu mục tiêu, thay vào đó là đầu tư hợp lý số tiền kiếm thêm được đó vào một mạo hiểm có tính toán, như công việc tay trái, một thương vụ đầu tay hay căn hộ nghỉ dưỡng cho phép bạn dành nhiều thời gian hơn bên gia đình, thì việc đó sẽ biến mục tiêu làm nhiều hơn, kiếm nhiều hơn, trở thành mục tiêu tốt. Một số ví dụ khác về mục tiêu xấu. 1. Chơi xổ số. Làm giàu bằng cách chơi xổ số luôn là mục tiêu xấu. Cơ hội chiến thắng rất xa xôi và những tờ vé số còn khiến bạn mất đi khoản tiền mà nếu không dùng mua chúng, bạn có thể tiết kiệm hoặc đầu tư khôn khéo để tạo dựng tài sản tương lai. 2. Mua một căn nhà đắt đỏ. Trừ khi cần thiết, còn không thì việc mua một căn nhà lớn hơn là một mục tiêu xấu. Nhà lớn hơn đòi hỏi chi phí bảo dưỡng nhiều hơn, các chi phí tiện ích cao hơn và bạn phải trả khoản lãi lớn hơn cho ngân hàng. 3. Sắm du thuyền. Đây là một ví dụ khác về mục tiêu xấu. Du thuyền là thứ đắt đỏ và số tiền bạn dành dụm mua nó có thể được dùng tốt hơn vào kế hoạch hưu trí hoặc hoạt động đầu tư. 4. Nghỉ dưỡng ở nơi độc lạ. Đi đến những địa điểm độc lạ có thể có một vài lợi ích giáo dục, nhưng dành dụm khoản tiền khó nhọc mới kiếm được chỉ để tiêu xài cho một kỳ nghỉ đắt đỏ, nghĩa là bạn sẽ không có số tiền đó để tạo dựng của cải. 5. Phá hoại đối thủ. Khi bạn tập trung vào việc phá hoại đối thủ như một cách để tăng thị phần, thay vì cải thiện sản phẩm hay dịch vụ bạn cung cấp, thì bạn đang làm tổn thương công việc kinh doanh của chính mình và phá hỏng quan hệ với những người trong ngành, những người mà có thể sẽ tuyển dụng bạn hay cộng tác với bạn một ngày nào đó. Tham gia vào một cuộc chiến cạnh tranh thường chỉ mang lại một thứ, giảm lợi nhuận và mất cơ hội. Một mục tiêu khi đạt được nên mang lại những lợi ích lâu dài. Doanh nghiệp lớn mạnh hơn, có nhiều thời gian hơn bên gia đình, thêm kiến thức hoặc chuyên môn, độc lập tài chính, sức khỏe tốt hơn. Khi đạt được một mục tiêu mà không cải thiện cuộc sống bạn theo hướng lâu dài, thì đó là một mục tiêu xấu. Những mục tiêu nhắm tới sự sở hữu nhiều hơn hay niềm vui chốc lát là một sự đầu tư lãng phí. Hãy cẩn thận với mục tiêu bạn theo đuổi, không phải mục tiêu nào cũng như nhau. Những người thành công hiểu sự khác biệt giữa mục tiêu tốt và mục tiêu xấu. Họ không phí thời gian vào những mục tiêu không mang lại thành công và hạnh phúc lâu dài. Những người không thành công tập trung vào những mục tiêu sẽ không tạo ra thành công dài hơi. Họ theo đuổi những mục tiêu sẽ cho họ hạnh phúc trước mắt và niềm sung sướng tức thì. Tóm lại, chỉ cần tập trung vào những mục tiêu mang lại lợi ích lâu dài, giúp bạn tiến gần hơn đến ước mơ của mình. Chương 28. Thói quen giàu có số 17. Tôi sẽ không sợ mạo hiểm, tôi sẽ mạo hiểm để đạt mục tiêu và hoàn thành ước mơ. Những người thành công là nhà mạo hiểm.
Họ mạo hiểm những thứ mà hầu hết người khác co rúm sợ hãi. Mạo hiểm là yếu tố cần để thành công. Bạn không thể thành công mà không mạo hiểm. Nhưng mạo hiểm mà tôi đang đề cập đến không phải kiểu mạo hiểm của những kẻ bài bạc. Mạo hiểm của người giàu là kiểu mạo hiểm có cân nhắc, tính toán. Đây là kiểu mạo hiểm đòi hỏi sự phân tích thấu đáo, đòi hỏi bạn phải nghiên cứu mọi biến thể của một sáng kiến bất kỳ chứa đựng rủi ro. Mạo hiểm có tính toán nghĩa là xác định mọi kịch bản có khả năng dẫn đến thất bại. Khi bạn mạo hiểm có tính toán là bạn đã sẵn sàng cho mọi khả năng có thể xảy ra. Việc này đòi hỏi rất nhiều sức lực và chất xám. Nhờ vậy, bạn không hề bất ngờ khi có vấn đề xảy ra. Bạn không hoảng loạn khi mọi chuyện không đúng ý. Bạn có những kế hoạch dự phòng đã được cân nhắc thấu đáo cho từng khả năng. Bạn đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, đó chính là mạo hiểm có tính toán. Người không thành công, mạo hiểm thiếu tính toán. Cờ bạc là một ví dụ cho mạo hiểm thiếu tính toán. Mạo hiểm thiếu tính toán không đòi hỏi suy nghĩ, phân tích, công sức và đầu tư rất ít về thời gian. Cờ bạc là cách mạo hiểm của người nghèo. Kết quả của cuộc nghiên cứu 5 năm. Nghiên cứu của tôi khẳng định rằng người giàu sẵn sàng mạo hiểm. Khi được hỏi rằng có dám mạo hiểm để giàu có hay không, 63% người giàu nói có, trong khi chỉ 6% người nghèo gật đầu. Trong nghiên cứu của tôi, rất nhiều người giàu là các chủ doanh nghiệp tự mở công ty riêng. Họ thành công vì họ có khả năng bậc thầy về tự giáo dục bản thân. Họ học hỏi từ trường đời khó khăn. Thực tế, 27% người giàu trong nghiên cứu của tôi thừa nhận họ đã thất bại ít nhất một lần trong đời hoặc trong kinh doanh so với 2% người nghèo. Thất bại giống như mô sẹo trong não, những bài học tồn tại mãi mãi. Tóm lại, những người thành công không sợ mạo hiểm. Họ không sợ đầu tư thời gian, tiền của và suy nghĩ để theo đuổi những thứ họ đam mê. Chương 29. Thói quen giàu có số 18. Tôi sẽ thực hành kiên nhẫn mỗi ngày. Tập trung, kiên trì và kiên nhẫn là ba đặc trưng thường thấy ở tất cả những người thành công. Nhưng kiên nhẫn có lẽ là đặc điểm khó học nhất. Thành công cần thời gian. Nó không phải là chuyện một sớm một chiều. Và thành công cũng có thăng trầm của nó. Có những ngày mọi chuyện như ý, nhưng phần lớn thời gian không như vậy. Khi mọi chuyện không như mong đợi, rất dễ bực bội và muốn bỏ cuộc. Hầu hết mọi người đều thế, và hầu hết mọi người không thành công. Nhưng những người thành công không từ bỏ. Họ kiên nhẫn theo đuổi mục tiêu và ước mơ của mình. Họ có một tầm nhìn lâu dài về thành công. Họ chấp nhận rằng họ có thể mất nhiều năm hay thậm chí cả đời để gặt hái thành công. Họ kiên nhẫn. Họ không dễ là nạn nhân của hội chứng đối tượng sáng loáng. Họ dính chặt vào một mục tiêu trong nhiều năm. Đức tính kiên nhẫn cho phép họ gặt hái kiến thức, kỹ năng, cho họ thời gian chỉnh sửa và cho phép họ tập trung vào các mục tiêu và ước mơ. Nói cho cùng, kiên nhẫn mang lại giải pháp cho mọi vấn đề. Đôi khi giải pháp đó có thể là một ý tưởng, một chiến lược, hay thậm chí là một người cực kỳ quan trọng nỗ lực cùng ta. Không có kiên nhẫn thì không một ý tưởng chiến lược hay sứ giả nào có thể thành thật. Kiên nhẫn tạo ra vận hội. Vận hội là thương hiệu của tất cả những người thành công. Ai thành công cũng đều trải qua sự thách thức về lòng kiên nhẫn. Vận hội không ghé thăm Colonel Sanders mãi cho đến khi ông giữa tuổi 60. Rodney Dangerfield ở tuổi 46 mới có cú đột phá đầu tiên trên chương trình The Ed Sullivan Show. Trước khi trở thành tổng thống, Abraham Lincoln đã thất bại trong vài lần chạy đua với chính phủ. Những người thành công kiên nhẫn theo đuổi mục tiêu và ước mơ của họ. Những người không thành công thường thiếu kiên nhẫn, ngay khi vấp phải chướng ngại, thay vì điều chỉnh họ bỏ cuộc. Họ thiếu sự kiên nhẫn cần có để thành công xuất hiện. Kết quả là vận hội không bao giờ có cơ hội xuất hiện. Họ không bao giờ tìm thấy giải pháp cho vấn đề. Họ không bao giờ tìm thấy vị sứ giả giúp họ đạt được mục tiêu hay hoàn thành ước mơ. Tóm lại, những người thành công kiên trì một cách kiên nhẫn. Quan điểm của Michael Yardney. Tôi rất thích câu nói của Warren Buffett, giàu có là chuyển giao được từ người thiếu kiên nhẫn sang người kiên nhẫn. Chương 30. Thói quen giàu có số 19. Tôi sẽ làm tốt hơn những gì người khác kỳ vọng. Những người thành công luôn làm tốt hơn những gì người khác kỳ vọng trong mọi việc họ làm. Nhờ vậy, họ giúp xây dựng lòng tin và sự tin tưởng mà người khác dành cho họ.
Nó khiến người khác tin tưởng bạn. Kết quả là người ta không chỉ vui vẻ trao cho bạn nhiều trách nhiệm hơn, mà còn mang đến cơ hội gia tăng trong tương lai. Để làm tốt, vượt kỳ vọng, những người thành công phát triển thói quen hứa ít làm nhiều. Họ lên dây cót để thành công trước khi họ tiếp nhận bất kỳ thách thức nào. Người thành công có thói quen thay đổi cách nhìn của người khác về hiện thực ngay từ đầu, giảm bớt kỳ vọng của người khác ngay từ giai đoạn hứa hẹn. Bằng cách giảm bớt kỳ vọng như thế, họ đã sẵn sàng cho thành công, dễ dàng hơn trong việc vượt kỳ vọng của những người khác bằng cách mang lại kết quả tốt hơn. Như vậy, người khác sẽ phải thán phục họ sau đó. Những người không thành công lại có xu hướng muốn người khác trầm trồ thán phục mình ngay khi bắt đầu chứ không phải lúc kết thúc. Vì vậy, ngay từ đầu họ đã có những hứa hẹn vượt quá kỳ vọng của người khác. Họ được khen ngợi ngay phút ban đầu. Đó là cách ngược đời. Người không thành công đặt chuẩn quá cao ngay từ đầu và rồi không thể đáp ứng kỳ vọng của người khác. Việc này dẫn đến sự bất tín và thiếu tin tưởng của người khác đối với bạn. Cuối cùng, trách nhiệm của bạn sẽ bị tước bỏ dần dần và bạn bị mất đi nhiều cơ hội. Tóm lại, những người thành công làm tốt hơn những gì người khác kỳ vọng bằng cách kiểm soát quá trình kỳ vọng ngay giai đoạn đầu của bất kỳ dự án hay sáng kiến nào. Quan điểm của Michael Yardney. Mặc dù tôi nhất trí với Tom rằng tôi không hẳn là làm để người khác tôn trọng, tôi chỉ muốn làm hơn những gì mình kỳ vọng. Chương 31. Thói quen giàu có số 20. Tôi sẽ tạo nhiều dòng thu nhập. Những người thành công không dựa vào một dòng thu nhập duy nhất. Họ tạo ra nhiều dòng thu nhập trong suốt cuộc đời mình. Họ đặt vài trứng trong nhiều giỏ và có thể rút thu nhập từ nhiều nguồn khác khi một nguồn tạm thời suy yếu. Một số dòng thu nhập thêm có thể đến từ làm nghề tay trái, cho thuê bất động sản, quỹ tín thác bất động sản, đầu tư bất động sản sở hữu chung, cho thuê ròng 3 lần, đầu tư thị trường chứng khoán, dòng niên kim, đầu tư vốn tư nhân, sở hữu một phần các doanh nghiệp, đầu tư cấp vốn, sản phẩm dịch vụ phụ trợ và tiền bản quyền, thuế, tài nguyên như là sáng chế, viết sách, dầu mỏ, gỗ xây dựng, v.v. Thêm một dòng thu nhập là thêm tiền để họ có thể dùng đầu tư tạo ra các dòng thu nhập khác. Những người không thành công phụ thuộc vào một dòng thu nhập duy nhất, đó là công việc của họ. Họ đặt một trứng vào một giỏ khi dòng thu nhập duy nhất đó suy yếu do suy thoái kinh tế hay mất việc. Họ bị tổn thương về tài chính. Tệ hơn là đại đa số những người chỉ đủ ăn thường không thích công việc họ làm để kiếm sống. Kết quả là họ cảm thấy bị cầm tù trong công việc của mình. Họ là kiểu người tôi gọi là nô lệ của đồng lương. Nếu bạn đang phải nuôi cả gia đình, việc đó không hề dễ. Nó vốn dĩ đã là việc khó. Nhưng hãy hiểu thế này, khi bọn trẻ nhà bạn lớn hơn, mọi thứ sẽ dễ hơn. Khi chúng gần đến tuổi đại học, những bổn phận của bạn liên quan đến con cái bắt đầu giảm dần. Bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để dành tâm huyết phát triển các dòng thu nhập này. Còn hiện tại, khi con bạn vẫn còn bé, đây thực sự là thời điểm tốt nhất để có thể bước đi nhỏ và bắt đầu từ từ xây dựng một cái gì đó bên lề. Tôi muốn nói hãy dành 5 đến 10 tiếng mỗi tuần cho thứ bạn đam mê và có thể mang lại thu nhập. Tôi muốn nói hãy đầu tư cho bản thân và tương lai của bạn ngay bây giờ để bạn có thể thu hoạch trái ngọt sau này. Và tin tôi đi, bạn sẽ thấy mừng vì đã hành động, vì khi con cái bạn lớn hơn, nhu cầu tài chính của chúng cũng lớn hơn. Những dòng thu nhập này sau đó sẽ mang lại đủ thu nhập, cho phép bạn bỏ công việc toàn thời gian và cho phép bạn thuê người giúp việc bạn quản lý các khoản đầu tư. Chúng sẽ cho bạn tự do tận hưởng các thành quả như là căn hộ nghỉ dưỡng với sự lui tới thường xuyên của con cái bạn khi chúng đã trưởng thành, sự độc lập tài chính để bạn không thành gánh nặng cho con cái, quãng thời gian dưỡng già vô lo vô nghĩ về tài chính và tiền bạc giúp con cái bạn mua được nhà riêng của chúng. Đặt hết trứng vào một giỏ là công thức cho thảm họa tài chính. Nếu cái giỏ đó bị hỏng thì bạn tính sao? Nếu bạn muốn cuộc sống dễ dàng hơn sau này, bạn cần đầu tư cho bản thân ngay bây giờ. Hãy tìm thứ gì đó bạn thực sự đam mê và thứ có tiềm năng tạo thêm dòng thu nhập. Đam mê là chìa khóa, đam mê là thuộc tính cực kỳ quan trọng của các triệu phú tự thân mà tôi đã nói đến trên này. Nó là chất xúc tác biến người bình thường thành triệu phú tự thân. Khi bạn theo đuổi thứ bạn thực sự đam mê, bạn luôn có thể tìm thấy thời gian dành cho nó. Nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được đam mê nếu bạn không thử.
Bạn phải hành động và đầu tư cho bản thân ngay hôm nay để tạo ra cuộc sống tương lai bạn mong muốn. Bạn tạo nhiều dòng thu nhập thế nào? Tiết kiệm và tiết kiệm. Tiết kiệm 10% đến 20% thu nhập ròng của bạn mỗi năm và sau đó đầu tư khoản tiền trên đó. Mở rộng phương tiện kiếm tiền. Bắt đầu một công việc hay một nghề tay trái có thể tạo thêm thu nhập. Tạo nhiều giỏ đầu tư. Đầu tư tiền tiết kiệm và thu nhập thêm của bạn vào các khoản đầu tư, tạo thu nhập thụ động như là bất động sản, cho thuê nhà ở và thương mại. Đầu tư sở hữu chung, cho thuê ròng 3 lần. Đầu tư vốn sở hữu như là cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, dòng niên kim, bảo hiểm nhân thọ cả đời, tài sản mang lại thuế tài nguyên như là gỗ, dầu, khí, cho thuê du thuyền. Nếu bạn không tự làm một mình, hãy hợp tác với người khác và tiếp tục xây dựng khối tài sản tạo thu nhập thụ động. Tóm lại, nếu bạn muốn giàu có thì bạn cần tạo nhiều dòng thu nhập. Quan điểm của Michael Yardney. Người giàu biết rằng muốn được giàu có thời nay cần có nhiều hơn một dòng hoặc nguồn thu nhập. Hãy thử nghĩ về những năm 1950, trong khi hầu hết các gia đình chỉ có người chồng đi làm, thì một gia đình cần bao nhiêu dòng thu nhập để tồn tại? Chỉ một mà thôi. Nhưng ngày nay rất ít gia đình có thể sống với hai dòng thu nhập, với cả chồng và vợ cùng đi làm, và với những cái gì có hôm nay sẽ không đủ cho tương lai. Việc có nhiều dòng thu nhập chảy suốt cả đời là một động thái khôn ngoan. Những người thành công luôn biết điều này. Họ tạo thu nhập thông qua đồng lương hoặc công ty riêng và đồng thời từ các khoản đầu tư khác như bất động sản, cổ phần hay quỹ tương hỗ. Nếu một dòng thu nhập bị cạn kiệt, họ còn nhiều dòng thu nhập khác nuôi họ. Nếu một trong các doanh nghiệp của họ nhẵn túi thì họ có sẵn các nguồn thu nhập khác. Bạn có đang có nhiều dòng thu nhập cùng chảy vào túi bạn lúc này hay không? Có lẽ đã đến lúc thêm vào một cái nữa, nhưng không phải bằng cách kiếm thêm công việc. Cái tôi đang nói đến là nguồn thu nhập liên tục mà bạn nhận được cho dù bạn có làm việc hay không. Tên khác cho nguồn thu nhập này là thu nhập thụ động, vì đó là tiền bạn kiếm được khi bạn đang ngủ. Vì vậy, việc đầu tiên cần hiểu rằng không phải mọi thu nhập đều như nhau. Một số dòng thu nhập là trực tiếp và một số mang tính liên tục. Dưới đây là câu hỏi để xác định xem nguồn thu nhập của bạn mang tính chất trực tiếp hay liên tục. Bạn được trả lương bao nhiêu lần cho mỗi giờ làm việc? Nếu bạn trả lời chỉ một lần thì thu nhập của bạn là trực tiếp. Nhưng từ đây, người nghèo lại bắt đầu hiểu sai. Họ cố gắng kiếm nhiều nguồn thu nhập theo cách khó khăn. Họ hoặc là đánh kiếm nhiều công việc khác, hoặc cố gắng thành công với đa cấp, hoặc đánh vật với bất động sản thành việc thử các cách như là quản lý tài sản cá nhân, hoặc cho thuê từng món bất động sản nhằm tăng dòng tiền mặt. Họ đang tạo dựng sai loại thu nhập. Họ chỉ đang kiếm thêm cho mình một công việc khác. Họ đang tạo dựng sai loại thu nhập. Họ chỉ đang kiếm thêm cho mình một công việc khác. Thứ bạn cần là thu nhập thụ động và liên tục. Nguồn thu nhập đến với bạn dù cho bạn làm việc hay không. Đây là loại thu nhập có thể chảy vào tài khoản ngân hàng của bạn trong khi bạn đang nghỉ dưỡng ở đầu bên kia trái đất. Bí mật của người giàu không phải là họ có nhiều hơn, mà họ có nhiều tự do về thời gian hơn vì thu nhập của họ là thụ động. Và họ có thể dành thời gian vào bất cứ việc gì họ muốn. Bao nhiêu phần trăm thu nhập của bạn là liên tục? Nếu bạn khôn ngoan, bạn sẽ bắt đầu phát triển một số dòng thu nhập thụ động liên tục. Nhờ vậy sau này bạn sẽ có tự do thời gian để làm những việc bạn muốn và khi bạn muốn. Một cách để làm được vậy là mua cổ phiếu hoặc bất động sản tạo thu nhập. Cho dù bạn có làm việc hay không, thì lợi tức hay tiền cho thuê nhà vẫn liên tục chảy vào túi bạn và qua nhiều năm, giá trị cổ phiếu hay giá trị của món bất động sản đó sẽ tăng lên. Chương 32. Thói quen giàu có số 21. Tôi sẽ dùng sức mạnh của sự tận dụng để đạt được mục tiêu và hoàn thành ước mơ. Người thành công sử dụng sức mạnh của sự tận dụng để tự giúp mình đạt được mục tiêu và hoàn thành ước mơ. Tận dụng nghĩa là sử dụng mọi tài sản, kiến thức, kỹ năng, thời gian, tiền của và quan hệ của bạn để có thứ bạn muốn hoặc cần trong cuộc sống. Ví dụ, người thành công thường tìm đến những người giàu có chung chí hướng khác để được giới thiệu với những cá nhân hay hội nhóm để có thể giúp đỡ họ. Những nhân vật này có thể mở ra những cánh cửa đang đóng trước mặt họ. Một ví dụ khác là cách người thành công tận dụng thời gian.
chỉ có 2 tiếng mỗi ngày với mỗi người. Nói đến thời gian, tất cả chúng ta đều như nhau. Người thành công hiểu rằng để tận dụng thời gian, họ cần những người khác cùng chung tay đưa họ đến gần hơn để đạt được mục tiêu và hoàn thành ước mơ. 10 người cùng làm việc cho một mục tiêu tương đương với 240 tiếng mỗi ngày. Một ví dụ khác là cách người thành công tận dụng kiến thức và kỹ năng. Họ hiểu rằng họ không thể biết hết hay giỏi hết mọi thứ. Vì vậy, người thành công tận dụng kiến thức và kỹ năng của những người họ quen biết. Họ khai thác biết kiến thức tập thể và kỹ năng của tất cả mọi người có quan hệ gần gũi và giúp họ chạm tới mục tiêu và ước mơ. Người không thành công không sử dụng sức mạnh của sự tận dụng để giúp mình trong cuộc sống. Họ không dựa vào ai ngoại trừ bản thân, vì họ không có nhiều thói quen giàu có như xây dựng quan hệ, tạo mạng lưới quan hệ, cho trước nhận sau và nhiều thói quen khác, nên họ chẳng có gì nhiều để tận dụng. Khi bạn hiểu sức mạnh mà sự tận dụng mang lại, bạn có thể tiếp cận các tài sản, kỹ năng, kiến thức, tiền của và ảnh hưởng của người khác. Tận dụng giúp bạn nhân thêm số giờ trong ngày khi bạn hợp tác cùng người khác hướng đến một cái đích chung. Tóm lại, những người thành công sử dụng sức mạnh của sự tận dụng để giúp họ đến gần hơn với mục tiêu ước mơ của họ. Quan điểm của Michael Yodney. Đã bao giờ bạn thắc mắc tại sao người có tiền dễ kiếm được nhiều tiền hơn chưa? Ý tôi là tại sao 1 triệu đô la thứ hai và thứ ba dễ kiếm hơn nhiều so với 1 triệu đô la đầu tiên? Đó là vì họ sử dụng thói quen giàu có, tận dụng. Tôi không chỉ muốn nói đến vay mượn tiền ở đây. Như Tom đã giải thích, có ít nhất 4 thứ để người giàu tận dụng. Cùng xem nhé. Một là tiền. Một trong những khác biệt lớn nhất trong cách người giàu và người bình thường xây dựng tài sản không phải là họ đầu tư số tiền họ có thế nào, mà là họ tận dụng và sử dụng số tiền họ không có thế nào để giúp họ giàu có. Trong khi người nghèo sợ mắc nợ, người giàu lại rất giỏi dùng tiền không phải của mình để tạo dựng tài sản. Họ dùng tiền vay được để mở rộng các hoạt động đầu tư và thu hồi vốn nhiều hơn và nhanh hơn. Hai là quan hệ. Người giàu xây dựng một đội ngũ chất lượng xung quanh họ vì họ biết rằng nếu họ phát triển một mạng lưới tốt, họ sẽ không cần phải là chuyên gia trong mọi lĩnh vực. Có một mạng lưới chất lượng bên cạnh sẽ cho phép bạn tận dụng chuyên môn của người khác. Như tôi vẫn nói, nếu bạn là người thông minh nhất trong đội của mình, thì bạn gặp rắc rối to rồi. Trong thời đại này, quan trọng không phải bạn biết gì và bạn quen ai, mà là người bạn quen biết những ai. Đây không phải lỗi đánh máy đâu nhé. Mạng lưới quan hệ có vai trò quan trọng trong việc phát triển tài sản của bạn, không chỉ vì bản thân họ biết gì, mà còn vì những người họ quen biết sẽ có thể giúp bạn. 3. Thời gian. Người giàu học cách tận dụng thời gian của họ đến mức cao nhất và hiệu quả nhất. Họ làm điều này bằng cách ủy thác những nhiệm vụ nhỏ nhặt cho người quản lý tài sản hay cho các nhà thầu khác. Thay vào đó, họ dành thời gian để học hỏi nhiều hơn, phát triển quan hệ hoặc tìm thêm mối làm ăn. 4. Tư duy. Một trong những điểm lớn nhất trong chiến lược tận dụng là tận dụng tư duy. Điều chúng tôi đang cố truyền đạt đến bạn trong cuốn sách này là người giàu nghĩ khác người bình thường. Tôi nhớ Robert Kiyosaki, tác giả của cuốn sách Cha giàu, cha nghèo, đã nói như thế này. Hiện thực của kẻ hoài nghi không cho thứ gì mới mẻ lọt đầu, trong khi hiện thực của kẻ ngốc không có khả năng giữ chân những ý tưởng ngu ngốc nằm bên ngoài. Hãy mở rộng tư duy để tìm kiếm cơ hội tận dụng theo những cách mới. Chương 33. Thói quen giàu có số 22. Tôi sẽ không để sợ hãi và ngờ vực ngăn cản bản thân hành động hướng đến mục tiêu và ước mơ. Hầu hết chúng ta hoàn toàn không ý thức về suy nghĩ của mình. Nếu bạn dừng lại để lắng nghe suy nghĩ của bản thân, để ý thức về chúng, bạn sẽ thấy hầu hết các suy nghĩ đều tiêu cực. Nhưng bạn chỉ nhận ra rằng bạn đang có những tiêu cực ấy khi bạn buộc bản thân ý thức về chúng. Ý thức là mấu chốt. Thuật ngữ thời nay để chỉ điều này là chánh niệm, mindfulness. Về mặt sinh lý học, các suy nghĩ tiêu cực, tiếng nói trong đầu chúng ta phát ra từ một khu vực của não bộ gọi là hạch hạnh nhân. Hạch hạnh nhân trú ngụ trong phần hệ nền của não cũ. Hạch này không bao giờ ngừng nói với chúng ta. Nó ở đó vì một mục đích. Hãy nghĩ về hạch này như một hệ radar cảnh báo bạn về nguy hiểm. Nó phát ra sự lo lắng, sợ hãi hoặc nghi ngờ. Tiếng nói này thì thầm đủ mọi thể loại tiêu cực khi bạn bắt đầu làm gì đó mới mẻ hoặc chứa đựng rủi ro.
Thứ kích hoạt tiếng nói này là những mục tiêu mới, việc theo đuổi một ước mơ, đầu tư tiền của vào một doanh nghiệp mới hay một dự án mới, cơ hội công việc mới, cơ hội thăng tiến với trách nhiệm mới, vân vân. Nó nói với ta những thứ như: có thể thất bại đấy, có thể mất tiền đấy, có thể làm không tốt và bị đuổi việc đấy, có thể phá sản đấy. Tiếng nói này là những lời cảnh báo để ta dừng lại việc đang làm và quay trở lại vùng thoải mái của mình. Trong khi người không thành công đầu hàng trước tiếng nói này, thì người thành công lại lờ chúng đi. Họ theo đuổi các mục tiêu, ước mơ, cơ hội kinh doanh mới và thách thức mới trong cuộc sống, mặc kệ những nỗi sợ và hoài nghi mà họ có. Vậy bằng cách nào mà người thành công có thể vượt qua tiếng nói tiêu cực của sợ hãi và ngờ vực? Họ làm gì để vượt qua những tiếng nói đó? Người thành công có một trò chơi tôi gọi là nếu thì. Nếu mình thành công thì sao? Nếu mình thích làm việc đấy thì sao? Nếu mình kiếm được nhiều tiền hơn mình tưởng thì sao? Nếu không khó như mình nghĩ thì sao? Nếu mình thấy hạnh phúc thì sao? Nếu giúp được gia đình mình thì sao? Nếu mang lại cuộc sống mình mơ ước thì sao? Nếu mình có thêm giá trị hơn thì sao? Trò chơi nếu thì chặn đường tiêu cực và thay thế nó bằng tích cực. Nó xoa dịu mọi sự sợ hãi, ngờ vực và bất an mà tất cả chúng ta đều đối mặt khi theo đuổi thứ gì đó xứng đáng. Nó lập tức thay đổi cách bạn suy nghĩ. Nó cho bạn dũng khí để bước tiếp. Lần tới khi bạn đối mặt với một quyết định khó khăn thì hãy chơi trò nếu thì. Đừng đầu hàng tiếng nói yêu ma vì nhớ như nó sai thì sao? Tóm lại, người thành công không đầu hàng trước nghi ngờ và sợ hãi. Chương 34. Thói quen giàu có số 23. Tôi sẽ tìm kiếm phản hồi từ người khác. Người thành công liên tục mưu cầu phản hồi. Họ biến nó thành thói quen. Phản hồi giúp cải thiện sản phẩm và dịch vụ bất kỳ họ cung cấp trong làm ăn hay công việc. Người thành công coi việc tiếp nhận phản hồi là một sứ mệnh trinh sát. Nó cho họ khả năng đạt được những thông tin giá trị. Những thông tin này sẽ làm tăng giá trị cho mọi thứ họ làm. Có thói quen tìm kiếm phản hồi chính là yếu tố tách biệt người thành công với những người khác và cho phép họ học hỏi và tiến bộ. Người thành công tìm kiếm phản hồi từ các đồng nghiệp, cấp trên, nhân viên, khách hàng và các đối tác làm ăn của họ. Người không thành công né tránh phản hồi. Nỗi sợ bị chỉ trích kìm hãm họ. Sợ hãi là cảm xúc tiêu cực kìm hãm những người này trong cuộc sống. Họ đầu hàng trước nỗi sợ bị chỉ trích. Bạn cần học hỏi mọi thứ về cái bạn đang làm để biết bạn có đang đi đúng hướng không, hay cần thay đổi cái bạn đang làm và cách bạn đang làm nó không. Sẽ đỡ tốn kém hơn nhiều khi tìm kiếm phản hồi thay vì mất thời gian và tiền của để biết không nên làm gì thông qua trường đời. Học qua trường đời là cách khó khăn, đắt đỏ. Tìm kiếm phản hồi là con đường dễ dàng hơn và ít tốn kém hơn để đến với thành công. Phản hồi giúp đảm bảo thành công, hay chí ít là đảm bảo bạn sẽ không thất bại. Nếu bạn hay né tránh phản hồi là bạn đang tồn tại bằng nỗi sợ. Tóm lại, liên tục trau dồi bản thân là một trong những điểm điển hình của người thành công. Người thành công tìm kiếm phản hồi để giúp họ học hỏi và tiến bộ. Chương 35. Thói quen giàu có số 24. Tôi sẽ hỏi xin thứ tôi muốn hoặc cần. Hãy xin, sẽ được là một trong những tiết nổi tiếng nhất trong Kinh Thánh. Có một lý do rất hợp lý cho việc này. Khi bạn hỏi xin thứ bạn muốn hoặc cần, có khả năng thực tế bạn sẽ có nó. Người thành công hiểu điều này nên họ có thói quen hỏi xin thứ họ muốn hoặc cần từ người khác. Người không thành công không hỏi xin thứ họ muốn hay cần. Tại sao? Tại vì họ sợ. Họ có hai nỗi sợ. Một là sợ bị từ chối, vì người không thành công bị từ chối khiến họ cảm thấy xấu hổ, nhục nhã hoặc thấp kém. Hai là sợ nghĩa vụ. Nghĩa vụ nghĩa là bạn mắc nợ ai đó. Ai đó giúp đỡ bạn và bạn mắc nợ họ. Người không thành công không nhờ người khác giúp đỡ vì họ không muốn cảm thấy phải có nghĩa vụ với người khác. Mặt khác, người thành công sử dụng hai chiến lược sau giúp họ vượt qua hai nỗi sợ này. Một là họ quản lý kỳ vọng của bản thân. Khi chúng ta mong chờ một lời đồng ý sau khi hỏi xin sự giúp đỡ nhưng lại nhận lại một lời từ chối, chúng ta lập tức trở nên không vui hoặc mặc cảm. Người thành công không hiểu thực tế này. Vì vậy, để tránh nó xảy ra, họ
Hậu quản lý kỳ vọng của bản thân bằng cách xác định sẵn là bị từ chối khi hỏi xin sự giúp đỡ. Họ thực sự mong bị từ chối, vì nếu bị từ chối thật, họ thấy không sao. Họ không cảm thấy không vui hay đau buồn vì họ đã nghĩ đến việc này rồi. Còn nếu đối tượng bất ngờ đồng ý, họ sẽ vô cùng hạnh phúc, lạc quan và hào hứng. 2. Họ hiểu rằng nghĩa vụ tạo ra sự hợp tác. Người thành công hiểu rằng khi họ có nghĩa vụ với một người, điều đó thật sự củng cố mối quan hệ họ có với người đó. Nghĩa vụ nuôi dưỡng sự hợp tác. Người thành công hiểu rằng họ cần sự hợp tác để thành công trong cuộc sống. Nghĩa vụ là một cách để có được những cộng sự giá trị. Tóm lại, người thành công hỏi xin người khác thứ họ muốn hoặc thứ họ cần nhằm có được cộng sự cho sự nghiệp của họ. Chương 36. Thói quen giàu có số 25. Tôi sẽ lập danh sách những thứ không được làm và thực hiện mỗi ngày. Tất cả chúng ta đều nghe đến danh sách các việc cần làm. Một danh sách việc cần làm hiệu quả nhất là phải đưa vào các hoạt động hàng ngày, giúp bạn thúc đẩy bản thân về phía đạt được mục tiêu và hoàn thành ước mơ. Có lẽ bạn chưa bao giờ nghe đến danh sách các việc không được làm. Danh sách việc không được làm là một danh sách bao gồm những việc bạn không bao giờ nên làm vì chúng hoặc gây lãng phí thời gian, hoặc là thói quen xấu, hoặc cản trở bạn có một cuộc sống hạnh phúc và thành công. Một danh sách việc không được làm, điển hình, có thể như sau. Không được xem TV quá một tiếng. Không lướt Facebook, Twitter, YouTube. Không tỏ ra tị nạnh. Không mua sắm linh tinh. Không buôn chuyện. Không chơi cá độ. Không nhậu quá đà. Không mất bình tĩnh. Không bỏ mặc gia đình. Không đọc tin tức tiêu cực. Không hoãn việc. Không chế nhạo ai. Không thù ghét ai. Không hút thuốc. Không tỏ ra tiêu cực. Mỗi việc không làm có thể được biến thành thói quen giàu có được cá nhân hóa của riêng bạn. Người thành công hiểu danh sách việc không làm quan trọng không kém gì danh sách việc cần làm. Họ nhận ra rằng không nên làm cũng quan trọng trong thành công chẳng kém gì biết nên làm gì. Người không thành công không ý thức về những việc họ đang làm mà kìm hãm họ trong cuộc sống. Danh sách việc không làm giúp bạn luôn ý thức về những thứ bạn không nên làm. Danh sách việc cần làm, mặc dù là một công cụ tuyệt vời để thành công, nhưng chỉ giúp bạn đi được nửa đường đến đích. Danh sách việc không làm dẫn bạn đi nốt nửa đường còn lại. Danh sách việc không làm buộc bạn ý thức về những việc mà bạn đang làm có thể đang kìm hãm bạn trong cuộc sống. Tóm lại, người thành công ý thức về việc họ không nên làm chẳng kém gì việc họ nên làm. Quan điểm của Michael Yardney: trong cuộc đời mình, tôi kiếm được nhiều tiền nhờ có nói không hơn là nói có với những thứ được cho là cơ hội. Ngoài một danh sách các việc không làm trong kinh doanh và đầu tư, tôi còn có một danh sách rất dài tương tự trong đời sống cá nhân, bao gồm: một, không lo lắng. Hầu hết những điều bạn lo lắng sẽ không bao giờ xảy ra, và 5 năm nữa bạn sẽ thấy những lo lắng này là vụn vặt. 2 là đừng luôn luôn đúng. Tôi nhận ra rằng thường thì trong các mối quan hệ, hoặc là bạn đúng hoặc là bạn hạnh phúc. Vì vậy hãy chọn lọc trong các cuộc chiến. Có rất nhiều con đường dẫn đến đúng đích. 3. Đừng nhìn mọi thứ từ một điểm nhìn hạn hẹp. Hãy nhìn rộng ra. 4. Đừng đi theo đám đông. Đừng làm thứ ai cũng làm. Vì nếu bạn làm giống họ, giỏi nhất bạn sẽ chỉ là kẻ bình thường. 5. Đừng đợi thời điểm lý tưởng. Sẽ không bao giờ thật sự có cái gọi là thiên thời cho bất cứ điều gì trong cuộc đời. 6. Đừng đợi cho đến khi biết hết mới bắt đầu. Không bao giờ cái lúc đó đâu. Cứ bắt đầu đi, biết rằng bạn không có hết mọi thông tin, rồi học hỏi và tiến bộ dần dần. 7. Đừng phán xét người khác. Rất dễ để vội vã kết luận về một người, nhưng đó chỉ là bạn chưa biết gì hoặc bạn đang thành kiến. Thay vào đó, hãy lắng nghe và cố gắng hiểu quan điểm của người khác. 8. Đừng cố hoàn hảo. Rõ rồi, bạn nên phấn đấu để đạt đến mức tốt nhất, nhưng hãy buông bỏ chủ nghĩa hoàn hảo. 9. Đừng nghĩ mãi về sai lầm. Sai lầm là một phần của trưởng thành và học hỏi, vì vậy đừng nghĩ lẽ ra đã có thể. 11. Đừng hờ hững với bạn bè và những người thân yêu. Suy cho cùng, tài sản thật sự của bạn là những gì bạn còn lại khi bị lấy đi toàn bộ tiền của, tài sản và cổ phiếu. 11. Đừng thờ ơ với những niềm vui hiện tại. Đây chính là thói quen giàu có về biết ơn.